Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sửa bài thi thử khảo sát chất lượng lần 1. Bài thi này gồm có 50 câu, trải dài cái mức độ từ dễ đến khó. Mình bắt đầu làm bài nha. Câu 1. Cho hàm số x có bảng biến thiên như sau, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Thì ở trên bảng biến thiên này nó đã thể hiện rất là đầy đủ về chiều biến thiên, cực trị ha. Thì mình nhìn vô thì mình thấy là hàm số nó đồng biến trên hai khoảng, đó là từ trừ vô cùng đến trừ 1 và từ 0 đến 1. Vậy đáp án của mình là câu B. Câu số 2, đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Bạn nhìn thấy cái dạng đồ thị chưa? Đây là dạng đồ thị của hàm trùng phương. Bởi vì đó là hai nhánh đồ thị nó đối xứng nhau qua trục OI này. Đồng thời là đúng rồi, nó đối xứng nhau qua trục OI. Thì bạn thấy là có một cái cực trị nằm trên trục OI và hai cực trị còn lại đối xứng nhau qua OI. Nên mình nói nhanh là hai nhánh đồ thị nó đối xứng nhau qua trục OI. Thì khi đó cái đồ thị đó người ta gọi nó là cái hàm trùng phương, đồ thị của hàm trùng phương. Vậy thì mình sẽ chọn câu A hoặc là câu B. Thế thì bây giờ mình nhìn tiếp là cái khoảng sau cùng của đồ thị là cái nhánh cuối cùng nè, nó đi xuống, có nghĩa là hệ số A của mình âm. Do đó là mình chọn đáp án là câu A. Câu số 3. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 2 x bình cộng x cộng 1, mệnh đề nào dưới đây đúng? Rồi, cái đáp án của mình nó xoay quanh đồng biến và nghịch biến. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tính y phẩy rồi cho y phẩy bằng 0 đã. Y phẩy bằng 3x bình trừ 4x cộng 1. Cho y phẩy bằng 0 thì mình suy ra được x bằng 1 phần 3 hoặc là x bằng 1. Đúng không? Hoặc là x bằng 1. Rồi, mình lập nhanh cái bảng biến thiên nha. Bảng biến thiên x nè. Cô lập bảng biến thiên hai dòng thôi, x và y thôi. 1 phần 3 nè, 1 nè. Khoảng sau cùng cũng giống với hệ số A là cộng, nên là ở sau này nó đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Được chưa? Rồi, vậy thì mình chọn được đáp án là câu A, hàm số nghịch biến trên khoảng từ 1 phần 3 đến 1, đúng không? Câu A. Câu số 4, đường thẳng này dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị y bằng 2x cộng 1 phần x cộng 1. Cái đồ thị mà hàm số này á là một cái đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất, nên là mình tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang rất là nhanh, không cần phải đi tính liêm. Tiệm cận đứng chính là x, và x này là cái con số làm cho mẫu bằng 0. Vậy thì bạn cho x cộng 1 bằng 0 là mẫu đó. Thì bạn sẽ suy ra được là x bằng trừ 1. Được chưa? Thì x bằng trừ 1 này là tiệm cận đứng. Còn tiệm cận ngang á, thì bạn lấy hệ số trước x ở trên chia cho hệ số trước x ở dưới. Thì hệ số trước x ở dưới là 1 các bạn. Vậy thì tiệm cận ngang của mình là y bằng 2. Vậy đáp án của mình ở đây chọn là câu A, x bằng trừ 1 là tiệm cận đứng. Đó là cái cách tìm tiệm cận của hàm bậc nhất trên bậc nhất nha. Câu số 5. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f phẩy, số điểm cực trị của hàm số đã cho. Thì hàm số đạt cực trị tại những điểm làm cho đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Tuy nhiên cái hàm này thì nó luôn luôn xác định với mặt x thuộc R rồi, nên chúng ta chỉ đi giải phương trình f phẩy bằng 0 và tìm số nghiệm đơn thôi. Thì ở đây f phẩy x bằng 0 tương đương với x bằng 0 hoặc là x bằng 2. X bằng 0 hoặc x bằng 2. X bằng 0 là nghiệm đơn, còn x bằng 2 là nghiệm kép, bởi vì x trừ 2 tất cả bình. Nên là ở đây chúng ta chỉ có một nghiệm đơn thôi, do đó số cực trị của mình là 1. Câu số 6. Một khối lăn trụ có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng H, khi đó thể tích của khối lăn trụ bằng. Thể tích của khối lăn trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, nên đáp án là câu B. Câu số 7. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y trên khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Rồi thì ở đây mình sẽ có hai cách làm, một là mình sẽ lập bảng biến thiên, hai là mình chạy thay bộ ha. Cô sẽ ghi cách một là thay bộ nha. Thì mình nhập cái hàm này vô và mình cho chạy từ 0 đến 20. Chạy từ 0 đến 20. Star cô ghi nè. Star là 0 nè. N là 20 đi. Rồi step ở đây bạn cho 20 chia cho 25 ha. Step là bước nhảy đó. Rồi, còn cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng bảng biến thiên. Bây giờ cô làm theo cách dùng bảng biến thiên nha. Y phẩy bằng 3 cộng 4 nhân với x mũ trừ 2 đạo hàm. Bởi vì sao? Mình không có công thức đạo hàm của một phần x bình, nên mình đưa một phần x bình về x mũ trừ 2 rồi mình đạo hàm. Thì nó sẽ ra là 3 nè, trừ cho 8 nhân với x mũ trừ 3. Được chưa? Bằng 0. Vậy thì suy ra x mũ trừ 3 nó sẽ bằng là 3 phần 8 ha? X mũ trừ 3 nó chính là 1 phần x mũ 3 đó các bạn. 1 phần x mũ 3 bằng 3 phần 8.
Vậy thì suy ra x mũ 3 nó sẽ bằng 8 phần 3. X mũ 3 bằng 8 phần 3 thì suy ra x sẽ bằng là 2 phần căn bậc 3 của 3. 2 phần căn bậc 3 của 3. Rồi bây giờ mình lập cái bảng biến thiên ha. Bảng biến thiên. Đây là x, đây là y phẩy và đây là y. Thực ra cái đại bài này á, đối với cái bài này thì cái việc mà đạo hàm cho đạo hàm bằng không nó ra cái số nó hơi xấu. Nên là các bạn nếu mà làm theo phương pháp thay bộ thì nó sẽ nhanh hơn đó. Nhưng mà cô muốn làm theo phương pháp này để cho các bạn nhớ là kiến thức. Rồi 2 phần 3 căn bậc 3 của 3. Không. Hệ số A của mình là hệ số đứng trước x mũ cao nhất. Thì ở đây mình xét cái đây nha các bạn. Bởi vì sao? Ở đây 3 không có gì hết, nghĩa là x mũ 0. Còn ở đây x mũ trừ 3 thì rõ ràng x mũ 0 bậc nó cao hơn đúng không? Nên là cộng trừ đi xuống rồi đi lên. Thì cô chỉ còn vẽ ra đến đây thôi. Thì bạn thấy là cái min của mình nó đạt khi x bằng 2 phần căn bậc 3 của 3 đúng chưa? Rồi y min nó chính là bằng y của 2 phần căn bậc 3 của 3. Rồi bây giờ mình lấy cái 2 phần căn bậc 3 của 3 mình thay lên trên y này thì mình sẽ ra được là 3 nhân với căn bậc 3 của 9. 3 nhân với căn bậc 3 của 9. Đáp án của mình là câu D ha. Các bạn cứ thế thử nha. Các bạn cứ thế thử. Câu số 8. Cho tứ diện ABCD có AB, ACD đôi một vuông góc, thể tích của tứ diện ABCD là. Rồi cô viện nhanh cái tứ diện này ra cho các bạn xem ha. Đây. Đôi một vuông góc với nhau tại A nên là cô để A ở góc này, ABCD. Rồi, vậy thì thể tích của khối tứ diện này nó sẽ bằng 1/6 lần tích ba cạnh góc vuông này. Thì đáp án của mình là câu A, 1/6 lần AB nhân AC nhân AD. Câu số 9. Tìm tất cả các tham số m để hàm số y đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 10. Cái hàm của mình là hàm bậc nhất trên bậc nhất. Vậy thì đầu tiên chúng ta tìm điều kiện là x nó sẽ khác trừ 5m. X nó sẽ khác trừ 5m. Rồi, y phải nó sẽ ra là 5m trừ 2 chia cho x cộng 5m. Tất cả bình. Ở đây người ta yêu cầu là hàm số đồng biến ha. Để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến 10. Rồi cô ghi ra đây ha. Để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 10 thì cái y phẩy của mình á, thì cái y phẩy của mình nó phải lớn hơn 0. Đúng không? Y phẩy của mình nó phải lớn hơn 0. Và cái trừ 5m là cái số mà mình loại đi á các bạn. Nó không được thuộc vào trong cái khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 10. Bạn hiểu được ý không? Rồi, cô giải lên số như thế này luôn nha. Suy ra y phải lớn hơn 0 khi nào? Khi cái tử lớn hơn 0 là 5m trừ 2 lớn hơn 0. Ở đây là với mọi x khác trừ 5m nha. X mọi x khác trừ 5m. Rồi, 5m trừ 2 lớn hơn 0 nè. Rồi trừ 5m nó không thuộc vào trong cái khoảng này. Có nghĩa là trừ 5m của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 10. Rồi mình giải thì mình đã được là m nó lớn hơn 2 phần 5. Còn ở dưới này là m nó bé hơn hoặc bằng 2. Vậy đáp án của mình là câu C. Câu số 10. Câu số 10. Cái này là của câu số 9 nha. Câu số 10. Đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối fx có bao nhiêu điểm cực trị? Ở trên này nó cho mình bảng biến thiên của hàm fx rồi. Bây giờ mình vẽ sơ cái đồ thị này ra. Bởi vì cái hàm trị tuyệt đối á, muốn vẽ đồ thị thì phải dựa vào đồ thị của hàm số y bằng fx. Nên là cô phải vẽ cái đồ thị fx ra cái đã. O x O y. Rồi, ở đây là x bằng trừ 1 thì y bằng 5. X bằng trừ 1, y bằng 5 cho trên này đi ha. X bằng trừ 1, trừ 1 nè, 5 nè. Rồi x bằng 3 thì y bằng 1. Đây đây, 3, 1. Rồi vậy thì đồ thị của mình nó sẽ đi như đây. Rồi được chưa? Bây giờ muốn vẽ đồ thị của hàm trị tuyệt đối fx thì mình sẽ lấy đối xứng phần bên dưới trụ x qua trụ y. Vậy thì có phải là đối xứng lên như thế này không? Đó, thấy chưa? Rồi. Và đồng thời bỏ cái nhánh ở phía dưới đó đi, phía dưới trụ x đi. Thế thì sau khi mình vẽ ra thì mình thấy đồ thị này của mình nó sẽ có 3 điểm cực trị. 1, 2, 3. Nên đáp án của mình là câu C. Câu số 11. Số giao điểm của đường thẳng y bằng x cộng 2 và đường cong y bằng x mũ 3 cộng 2 là.
Bây giờ muốn tìm số giao điểm của hai đồ thị thì chúng ta phải đi lập phương trình hoành độ giao điểm. Lập phương trình hoành độ giao điểm. Nghĩa là mình cho x cộng 2 bằng x mũ 3 cộng 2. Rồi. Chuyển hết về một vế máy máy tính thì nó ra là x mũ 3 trừ x bằng 0. Thì ở đây cô không bấm máy cô cũng nhẩm được 3 nghiệm, đó là x bằng 0, 1 và trừ 1. Vậy mình ra 3 nghiệm, phương trình hoành độ giao điểm ra 3 nghiệm thì giao điểm của hai đồ thị này là 3 giao điểm, đáp án là câu D. Câu số 12, tìm giá trị cực đại của hàm số y. Muốn tìm giá trị cực đại, cực tiểu thì chúng ta phải đạo hàm, cho đạo hàm bằng 0 ha. Rồi, là bạn Minh Thiên, ở đây cô tính y phải nha. Y phải nó bằng là 3x bình trừ 3. Cho bằng 0 thì ra được 2x, đó là x bằng 1 hoặc là x bằng trừ 1. Rồi, hết chỗ rồi, cô vẽ bạn Minh Thiên qua bên này nha. Trừ 1, x bằng trừ 1, y bằng 1. Rồi, hệ số A dương nên đồ thị của mình đi như thế này, đi lên, đi xuống, đi lên, được chưa? Vậy thì giá trị cực đại của mình nó xảy ra khi x bằng trừ 1. X bằng trừ 1 bạn thay vào đây, x bằng trừ 1 bạn thay vào đây thì nó ra chỗ này là trừ 1 cộng 3 cộng 2 là 4. 4, vậy thì y cực đại của mình bằng 4, đáp án là câu C. Mấy cái này thì chúng ta làm nhanh thôi để có thời gian làm những cái câu nó mức độ cao hơn ha. Câu số 13, số đỉnh của một hình bát diện đều là hình bát diện đều, bạn coi lại các khối bát xin lỗi, các khối đa diện đều rồi bạn sẽ chọn được đáp án ha. Thì số đỉnh của hình bát diện đều ở đây là 6. Là 6. Rồi, câu số 14. Cho hàm số y liên tục trên đoạn từ -1 đến 3 và có đồ thị như sau. Gọi m lớn m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho. Giá trị của m lớn trừ m nhỏ bằng. Rồi, bây giờ bạn thấy cái phần đồ thị này chưa? Phần đồ thị này chính là đồ thị của hàm số trên đoạn từ -1 đến 3 đó. Thì lớn nhất của nó xảy ra tại đây khi m bằng 3. M lớn bằng 3. Còn nhỏ nhất nó xảy ra tại vị trí này là m nhỏ bằng -2. Vậy thì mình lấy m lớn trừ cho m nhỏ, kết quả nó ra 5. Câu số 15. Cho hàm số y có đồ thị là h, phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của h với trục hoành là. Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của h với trục hoành là. Giao điểm của h với trục hoành có nghĩa là cái điểm này thuộc trục hoành thì suy ra y không của mình là y của tiếp điểm, tung độ của tiếp điểm là bằng 0. Mà y không bằng 0 thì suy ra cái tử của hàm số này bằng 0 là 2x0 trừ 4 bằng 0. Bạn công nhận không? Một phân thức bằng 0 thì tử bằng 0. Vậy thì x0 của mình là bằng 2. Rồi có x0 bằng 2 rồi, có y không bằng 2 rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái gì tiếp? À cô quên nhắc lại dạng của phương trình tiếp tuyến ha. Phương trình tiếp tuyến có dạng, phương trình tiếp tuyến có dạng y bằng f'x0 nhân cho x trừ x0 cộng với y0. Vậy thì chúng ta còn phải tìm x0, y0 và f'x0. x0, y0 có rồi, bây giờ tìm f'x0 thôi. Thì muốn tìm f'x0 bạn phải đạo hàm. Y phải ở đây là bạn lấy tích dấu huyền hệ số nha. Là nó ra trừ 6, dấu sắc là trừ 4. Vậy thì kết quả là trừ 2 phần x trừ 3 tất cả bình ha. Vậy thì suy ra y phải của x0 là y phải của 2 đó, nó sẽ bằng trừ 2. Thế x bằng 2 vào đây thì mình ra cái mẫu của mình là 1, trừ 2 chia 1 là trừ 2 rồi. Có x0, y0, f'x0 rồi, thằng này chính là f'x0 ha. Bây giờ đi viết phương trình tiếp tuyến thôi. Viết phương trình tiếp tuyến. Cô thay vào trên này luôn nha các bạn. Cô thay vào trên này luôn. Rồi, vậy thì suy ra y của mình nó bằng nè, trừ 2 nhân với x trừ 2 cộng với 0 thì có phải là trừ 2x cộng 4 không? Rồi, đáp án của mình là câu D. Câu số 16. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông tại A, góc ABC bằng 30 độ, SAB là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của S lên mặt ABC là trung điểm của AB. Tính thể tích của khối chóp. Tính thể tích của khối chóp, bạn đọc cái đề bạn hình dung được cái cách vẽ chưa? Rồi, đấy là tam giác vuông tại A, đây là S, A, B, C, tam giác vuông tại A nè. Rồi, tam giác SAB đều, hình chiếu của S là trung điểm của AB, vậy cô gọi đây là H. Thì H chính là trung điểm của AB, đồng thời nó là đường vuông góc với đáy luôn. Rồi, góc ABC bằng 30 độ.
ABC bằng 30 độ. Để tính được thể tích của khối chóp thì mình cần phải biết diện tích đáy và đường cao. Thì ở đây ta xử lý cái đường cao trước. SH chính là đường cao của tam giác đều thì nó sẽ bằng là cạnh bình căn 3 chia 2. Cạnh nhân căn 3 chia 2 thôi chứ không có bình, cô nhầm. Không có bình. Rồi SH xong. Bây giờ tính diện tích đáy thì diện tích đáy của mình là biết cạnh AB nè. AB là bằng A. AB là bằng A. Vậy thì AC nó bằng gì? AC nó sẽ bằng tan của 30 độ nhân với AB. Đúng không? Tìm tan lấy đối chia kề nên là đối sẽ bằng tan nhân với kề. Thì tan 30 độ ở đây là căn 3 trên 3 nhân với AB là A. Rồi có hết rồi, vậy thì mình suy ra được diện tích của tam giác ABC. Diện tích của tam giác ABC là bằng 1 phần 2 lần AB nhân AC. AB nhân AC chính là bằng A bình căn 3 chia 3. Vậy thì chỗ này nó ra là A bình căn 3 chia 6. A bình căn 3 chia 6. Rồi, vậy thì thể tích của khối chóp nó sẽ bằng 1 phần 3 lần SH nhân với diện tích của tam giác ABC. Rồi, bằng 1 phần 3 lần A căn 3 chia 2 nhân với A bình căn 3 chia 6. Vậy nó ra là A mũ 3 phần 10, 12. A mũ 3 phần 12. Vậy đáp án của mình là câu B. Câu B. Câu số 17. Cho hàm số y bằng căn bậc 2 của 2x bình cộng 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Liên quan đến biến thiên. Thế thì phải đi đạo hàm là bạn biến thiên rồi. Thì cô y phải nha. Y phải nó sẽ bằng u phải là 2x nè. Chia cho 2 căn của 2x bình cộng 1. Rồi 2 với 2 hết. Đúng chưa? Rồi cho y phải bằng 0 thì bạn suy ra được là x bằng 0. Ở đây cái biểu thức dưới dấu căn nó luôn dương rồi nên mình không có điều kiện gì hết nha. Rồi mình vẽ bảng biến thiên luôn nha các bạn. Hệ số A dương nằm bên này đi. X nè. Là x đây là y hả? 0 đi lên đi xuống. Vậy thì hàm số ở đây đồng biến trên khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Đúng nè, câu C đúng. C đúng. Rồi. Câu 18. Cho hàm số y bằng x có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây, họ có bao nhiêu đường tìm cận đứng và ngang. Thì cô nhắc lại lý thuyết một chút. Đó là nếu như ta có liêm y khi x tiến tới x0 cộng hoặc trừ bằng cộng hoặc trừ vô cùng, cô ghi tắt hơn, thì suy ra x bằng x0 là tìm cận đứng nha. Còn liêm y khi x tiến tới cộng hoặc trừ vô cùng, cộng hoặc trừ vô cùng mà bằng một con số y0 nào đó thì suy ra y bằng y0 là tìm cận ngang. Tìm cận ngang. Vậy bây giờ mình nhìn các vị trí nè. Mình sẽ kiểm tra liêm khi x tiến tới trừ vô cùng. X tiến tới trừ vô cùng thì f nó ra trừ vô cùng không đúng. Không được. Tại vị trí này không xảy ra liêm. Không 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 tồn tại tìm cận chứ, xin lỗi. Muốn ra tìm cận thì liêm khi x tiến tới số thì nó phải ra vô cùng và ngược lại tiến tới vô cùng thì nó phải ra số ha. Rồi. Khi x tiến tới không trừ, khi x tiến tới không trừ cô ghi là liêm y khi x tiến tới không trừ nha. Ghi lý thuyết thì ghi gộp được nhưng mà làm thì phải làm bài bản ra. Không trừ thì nó ra là cộng vô cùng. Thì bạn thấy là tiến tới một số ra vô cùng hợp lý nên là suy ra x bằng 0 là tìm cận đúng, đúng chưa? Rồi. Liêm y khi x tiến tới không cộng nó ra một, không được. Số ra số không được. Rồi, liêm y khi x tiến tới cộng vô cùng bằng 0, bạn thấy không? Vậy thì liêm khi x tiến tới vô cùng bằng một số hợp lý. Vậy thì chỗ này suy ra y bằng 0 là tìm cận ngang. Vậy ở đây chúng ta có một đứng và một ngang, vậy tổng cộng là có hai tìm cận. Câu D. Câu số 19, cho hàm số y bằng f x liên tục trên R và có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị. Điểm cực tiểu chính là điểm này, có tọa độ 0 trừ 2, đáp án câu C. Câu số 20, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên đoạn từ trừ 3 đến 3. Ở đây có hai cách, một là chạy thay bồ, hai là đạo hàm. Rồi cô đạo hàm nha. Cô đạo hàm f phẩy sẽ bằng là 3x bình trừ 3. Cho bằng 0 thì nó ra là x bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Thì cả hai số này đều thuộc vào cái đoạn hết. Nên chúng ta sẽ đi tính lần lượt các cái f sau. F của trừ 3 nè. Rồi. F của trừ 1 nè. Rồi. F của 1 và F của 3. Tính nha. F của trừ 1
nói chung là ở đây vẫn phải đi chạy Casio rồi đó. F của trừ 1, nhập cái số trừ 1 vô ha. À, mình nhập nè, x mũ 3 rồi trừ 3x cộng 2 côn trừ 1 bằng 4, 4 nha, côn trừ 3 bằng trừ 16, cô ghi đi cho để quên, trừ 16 rồi f của 1, 1 bằng 0, 3 bằng 20, 0, 20, 0, thằng này bằng 20. Rồi, bốn cái giá trị này thì lớn nhất là 20, nhỏ nhất là trừ 16. Đáp án câu D, nhỏ nhất trừ 16. Câu 21, cho hàm số y bằng fx có đồ thị về điểm M. Phương trình tan tuyến của C tại điểm M là, thì như lúc nãy cô đã nhắc công thức rồi, y bằng f phải x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu C. Cái y0 chuyển về bên trái là y trừ y0 đó các bạn. 21 là lý thuyết nha. Câu 22, cho hàm số y bằng ax cộng b phần cx cộng d với a lớn 0 có đồ thị như hình vẽ bên, mền d nằm sau đây đúng. Rồi bạn nhìn vô đây thì bạn thấy được là chiều biến thiên đúng không? Chiều biến thiên thì cô tính y phải nha, y phải nó sẽ bằng là ad trừ bc phần cx cộng d bình. Hay là nghịch biến, vậy thì suy ra cái tử của mình sẽ biến không đúng không? Nhưng mà ở đây nó là tích trừ tích như thế này thì sẽ giống nó hơi khó. Bây giờ bạn nhìn tiếp theo là bạn nhìn vào cái điểm nằm trên trục OX đó. Thì cái điểm này là x bằng 0. X bằng 0. Còn cái y của mình ở đâu? Y bằng 0, y bằng 0 nha. Y bằng 0, y bằng 0 thì cái x của mình là bằng trừ b phần a đúng không? Trừ b phần a. Y bằng 0 thì suy ra cái tử bằng 0, tử bằng 0 thì suy ra x bằng trừ b phần a. Thì cái điểm trừ b phần a này, cái số trừ b phần a là một cái số bé hơn không đúng chưa, số bé hơn không mà a dương nên suy ra b sẽ là một số lớn hơn không. Rồi mình suy ra được b nè. Tiếp theo bạn nhìn vào cái điểm nằm trên trục OY, điểm nằm trên trục OY là x bằng 0, x bằng 0 thay vô thì y bằng b phần d, y bằng d phần d, mà b phần d này á là một cái số cũng bé hơn không luôn, b dương nên là suy ra d nó phải âm. Rồi có B, có D rồi, giờ có C thì C suy bằng cách nào đây? Thì để suy ra được C, bạn hãy dựng cho cô một cái đường tìm cận ngang. Thì bạn nhìn vô đồ thị này thì bạn cũng biết được, ứng chừng được là cái đường tìm cận ngang của mình nó sẽ nằm đây, đúng không? Rồi, tại sao cô lại chọn cái đường tìm cận ngang này? Bởi vì cái tìm cận ngang này nó sẽ, tìm cận ngang nha, tìm cận ngang là Y. Y là bạn lấy hệ số trên chia hệ số dưới là có phải là A phần C không? Và bạn thấy đường tìm cận này nằm trên trục OX có nghĩa là nó lớn hơn 0. Mà A dương rồi nên suy ra C cũng phải dương. Vậy thì chốt lại là B lớn hơn 0, C lớn hơn 0 và D bé hơn 0. Lớn lớn bé A. Đáp án là câu A. Câu số 23. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh đầu tiên đến ngày thứ T là FT bằng 45T bình trừ T mũ 3. Đây là một cái hàm số. Ẩn là T. T là số ngày thì chắc chắn ở đây T phải lớn hơn 0 nha. T lớn hơn 0 rồi. Nếu xem F phải là tốc độ truyền bệnh tại thời điểm T, hỏi tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ mấy? Bây giờ mình phải đi tính F phải đã. F phải của mình nó ra là 90T. Đúng không? Trừ cho 3T bình. Và nó yêu cầu là tìm F phải mắc, tìm F phải mắc. Vậy thì để tìm F phải mắc thì bạn xem như đây là một cái y đi. Cô đặt đây là y ha. Thì để tìm y mắc thì mình phải đi tính y đạo hàm. Là bạn biến thiên đúng không? Rồi bây giờ y phải thì ở đây bạn có hai cách, một là bạn chạy thay bồ. Khi t lớn hơn 0 có nghĩa là bạn chạy thay bồ trên cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Còn không thì bạn lập bảng biến thiên, ở đây cô chọn là bảng biến thiên nha. 90 trừ 6t mà bằng 0 thì suy ra t sẽ bằng 18. T bằng 18. Rồi. Cô vẽ bảng biến thiên nè. Bảng biến thiên T rồi Y. Ở đây Y phải bằng 0 khi bằng 18 nè. 18 đúng không? Rồi đây là số 0 nè.
cộng ở đâu trừ chứ, đây là cộng rồi đi lên đi xuống. Vậy thì à không, ở chỗ đây là t bằng 15 mới đúng nha, t bằng 15, chỗ đây là t bằng 15. Vậy thì bạn thấy là ký y này của mình lớn nhất tại t bằng 15, có nghĩa là tốc độ truyền bề sẽ lớn nhất vào ngày thứ 15 đúng không? Y mắc khi t bằng 15. Ok chưa? Rồi đáp án là câu C. Câu số 24. Cho tứ diện MNPQ gọi IJK lần lượt là trung điểm của các cạnh. Vẽ cái hình ra đã. Rồi, trung điểm cô vẽ luôn ha. Trung điểm thì nó sẽ như thế này. M, N, P, Q. Thì đây sẽ là Y, C, K. Tỉ số thể tích nha. À, cái tỉ số này nó sẽ bằng đoạn MY trên MN nhân với MJ trên MP nhân với MK trên MQ đúng không? Đều 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 và kết quả ra 1 phần 8 câu A. Câu 25. Cho hình chóp XABC có XA vuông góc với mặt phẳng đáy. AB bằng A, FB bằng 2A, góc giữa đường thẳng FB với mặt phẳng đáy bằng. Rồi, vẽ cái hình nè. Đây. Đây. XA vuông góc với đáy nghe. XA vuông góc với đáy. Rồi. S nè. A nè. B nè, C nè, FB là bằng 2A. Rồi. AB là bằng A, góc giữa FB và mặt phẳng đáy. Góc giữa đường và mặt là góc giữa đường và hình chiếu, đúng không bạn? Thì hình chiếu của S là A, hình chiếu của P là B nên nó chính là bằng góc giữa FB và AB. Góc giữa FB và AB nó chính là góc FBA. Ha? Góc FBA là cái góc này. Rồi góc này mình biết được cạnh kề và cạnh huyền. Kề với huyền thì xài sin ở đâu cốt chứ? Cốt của góc FBA sẽ bằng kề chia huyền chính là AB phần FB. Thì nó sẽ ra 1 phần 2. Mà 1 phần 2 thì suy ra góc này bằng 60 độ. Đáp án là câu A. Bạn bấm shift cốt. Cô thì cô quen số rồi nên cô không có bấm nữa. Câu số 26. Cho đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng 2x bình, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình này có 4 nghiệm thực phân biệt. Thì cái phương trình mà đề cho này nó chính là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị. Đó là đồ thị y bằng trừ x mũ 4 cộng 2x bình và đồ thị y bằng m. Cái vế bên trái, hàm số bên trái thì đề nó đã cho là cái đường cong này rồi. Còn y bằng m thì đồ thị của nó là một cái đường thẳng nằm ngang. Và để cái phương trình hoành độ giao điểm này có bốn nghiệm thực phân biệt thì hai đồ thị này phải cắt nhau tại bốn điểm. Thế thì cái đường thẳng y bằng m của mình chính là cái đường thẳng nằm trong cái phạm vi này. Nó sẽ chạy từ 0 đến 1. Có thể là nó xịt xuống dưới này chút hoặc lên trên này chút, miễn sao là nó nằm trong cái khung từ 0 đến 1 là ok. Vậy thì mình sẽ suy ra là 0 bé hơn m bé hơn 1. Vậy đáp án của mình là câu D. Thì cái phương trình đề cho có bốn nghiệm thực phân biệt. Câu số 27. Hàm số fx có bảng biến thiên như sau, số nghiệm thực của phương trình 5fx trừ 4 phần trừ 4 bằng 0. Ở đây cô rút fx ra thì fx nó sẽ bằng là 4 phần 5. Fx nó bằng 4 phần 5. 4 phần 5 là một con số nhỏ hơn 1. Cái chiều của bảng biến thiên các bạn, nó thể hiện được cái chiều của đồ thị, nó y chang luôn. Bây giờ nó lên 1 nè, nó xuống 0 nè, nó lên lại cộng vô cùng. Đây là 1, đây là 0 ha. Đây là 1, đây là 0. Vậy thì cái đường thẳng 4 phần 5 của mình nó phải nằm ở đây. Đó. Y bằng 4 phần 5. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3. 3 giao điểm là 3 nghiệm câu D. Câu 28. Tìm giá trị thực của M để hàm số Y đạt cực đại tại X bằng 3. Hàm số đạt cực đại tại tại đâu? Tại F phẩy của 3 à, tại 3 thì cái điều kiện của mình đó là F phẩy của 3 phải bằng 0 à, và F 2 phẩy cô đã ghi ở đây, cô ghi dấu ngoặc nhọn nhanh luôn nha, tại vì mình đang làm trắc nghiệm mà các bạn, còn làm tự luận thì mình phải trình bày từng cái ý một. Rồi F 2 phẩy của 3 phải bé hơn 0.
Rồi vậy thì ở đây chúng ta phải đi tính f phẩy và f 2 phẩy ha. Thì y đó, y với f như nhau đi. Rồi y phẩy nó ra là x bình trừ 2mx cộng với lại m bình trừ 4. Rồi còn cái y 2 phẩy á, thì nó bằng là 2x trừ 2m. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình thế vào đây, mình thế vào đây. Rồi suy ra f phẩy của 3 bằng 0. F phải của 3 bằng 0, thế số 3 vô đây. Thế số 3 cho chữ x nha, thế số 3 cho chữ x nha, x bằng 3 đó nghe. Thế số 3 vô thì mình sẽ được là m bình trừ 6m. 3 bình là 9, 9 trừ 4 là 5, thì cho nên là cộng 5 bằng 0. Rồi, ở dưới này thế F2 phải của 3, 3 thế vô là 6 trừ 2m. 6 trừ 2m biến 0. Rồi, cô giải dưới này luôn ha. Ở trên nó sẽ ra là m bằng 1 hoặc m bằng 5. Còn ở dưới này nó ra là m phải lớn hơn 3. Vậy thì mình sẽ chọn m bằng 5. M bằng 5 lớn hơn 3. Đáp án của mình là câu B. Câu 29, cho hàm số y bằng fx xác định trên R hiệu đi 0 có bảng biến thiên như thế này. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình fx bằng m có đúng hai nghiệm phân biệt? Lại là một bài toán tương giao. Thì như cô đã nói, cái chiều của bảng biến thiên nó thể hiện được cái chiều đồ thị y chang. Chỉ là đồ thị là mình vẽ nó có cong, còn bảng biến thiên thì mình thể hiện bằng dấu mũi tên thôi. Thì cô sẽ vẽ ra ngoài đây thực tế cho mấy bạn coi ha. Từ cộng vô cùng xuống trừ 1 nè. Trừ 1 nha, đây là cộng vô cùng nha. Rồi ở dưới trừ vô cùng đi lên 2. Và xuống là trừ vô cùng. Đây là trừ vô cùng, đây là trừ vô cùng, đây là 2. Vậy thì bây giờ cái đường thẳng y bằng m của mình nằm ở đâu để cái phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghĩa là cái đường thẳng nằm bằng m nằm ở đâu để nó cắt cái đồ thị màu đỏ này tại hai điểm đó. Thì có phải nó sẽ nằm ở vị trí này. Đúng không? Rồi, hoặc là nó làm sao? Nó nằm ở dưới này luôn. Đó, nó nằm tại vị trí trừ 1 cũng đúng. Tại vì cái vị trí trừ 1 là cái x bằng 0 này mình không có lấy nè, nên cái vị trí này mình không tính, mình chỉ tính hai nghiệm ở đây thôi. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Đó là m bằng 2 hoặc m bé hơn hoặc bằng trừ 1. Hả? Mà ở đây m của mình thuộc khoảng từ trừ thuộc đoạn từ trừ 5 đến 5. Vậy thì m của mình nó sẽ gồm các số này: trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1. Và thêm một số nữa là đó là số 2. 2, 4, 6. Đáp án câu C. Câu 30. Cho hình chóp tứ giác đều XABCD có cạnh đáy bằng A, cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ, tính thể tích của khối chóp. Rồi. Vẽ cái hình ra. Hình chóp tứ giác đều nha, thì mình sẽ có cái đường vuông góc với đáy chính là SO. O là tâm của mặt phẳng đáy ha. Tâm của đáy. O là tâm của đáy. Tâm của hình vuông á. Rồi. Vì nó vẫn có khả năng đủ chỗ viết nên là cô không có cần phải giãn cái dòng ra nha các bạn. ABCD. Đây là O này. À, cạnh đáy bằng A, đáy là hình vuông cạnh A. Cạnh bên tạo với đáy một góc 60 độ. Thì góc giữa cạnh bên và đáy chính là góc này đúng không lớp? Rồi 60 độ. Cái cạnh OB, OB, OB thì nó sẽ bằng một nửa BD. Mà BD là bằng căn 2, A căn 2. Nên là cái OB của mình là A căn 2 trên 2. OB là A căn 2 trên 2. À, bây giờ để tính được thể tích của khối chóp thì mình còn phải biết SO. Đúng chưa? À, SO thì mình sẽ tính dựa vào tam giác SOB vuông tại O. SO là cạnh đối của góc 60 độ, A căn 2 phần 2 là cạnh kề. Vậy thì SO nó sẽ bằng A căn 2 phần 2 nhân với tan 60 độ. Rồi, tan 60 độ là bằng căn 3, vậy nó sẽ ra là A căn 6 phần 2. A căn 6 phần 2 là SO. Vậy thì thể tích của cái hình chóp SABCV nha, cô ghi V. V sẽ bằng 1 phần 3 lần SO là nhân với A căn 6 phần 2 nè. Nhân cho diện tích đáy, đáy là hình vuông cạnh A là A bình này. Vậy thì nó sẽ ra là A mũ 3 căn 6 phần 6. A mũ 3 căn 6 phần 6 đáp án là câu A. Câu 31, người ta cắt miếng bì hình tam giác đều cạnh bằng 10. Chờ cô chút xíu nha. Câu 31.
Học lại đi ha. Người ta cắt miếng bìa hình tam giác đều cạnh bằng 10 cm như hình vẽ và gấp theo các đường kẻ. Sau đó dán các mép lại để được hình tứ diện đều. Thể tích của khối chóp tứ diện đều này tạo thành là bằng bao nhiêu? Thì bạn hiểu như thế này nè, cái miếng bìa này là tứ diện đều và các cái tam giác này cắt ra là có bốn tam giác đúng không? Vậy thì khi mà nó ghép lại thì bạn hiểu nó sẽ tạo thành một cái khối tứ diện đều. Một cái khối tứ diện đều nha. À, khối tứ diện tạo thành là tứ diện đều. Là tứ diện đều. Ok chưa? Rồi, à, tam giác đều này cạnh bằng 10 nên một cái đoạn này nó sẽ bằng 5. Đúng không? Rồi, mà công thức thể tích tứ diện đều là bằng cạnh mũ 3. Tứ diện đều nha. Ok, tứ diện đều nè. Rồi, là nó sẽ bằng cạnh mũ 3 căn 2 phần 12. Vậy bây giờ ở đây có phải là 5 mũ 3 nhân căn 2 phần 12 không? 5 mũ 3 là 125. Để 125. Đây. 5 mũ 3 là 125. 125 căn 2 phần 12 đáp án không? C. Câu số 32. Giá trị lớn nhất của hàm số y trên đoạn từ trừ 2 đến 2 là. Giá trị lớn nhất của hàm số y trên đoạn từ trừ 2 đến 2 là. À, cái hàm số y này của mình nó có chứa dấu trị tuyệt đối. Nó có chứa dấu trị tuyệt đối. Bây giờ cô viết y lại rõ ràng hơn cho các bạn coi nè. X bình thì cô đưa về thành trị x bình được không? Thì cái hàm này là một cái hàm f của trị x. Được chưa? Với cô đặt fx nha. Fx nó bằng x bình cộng x bình trừ 2x. X bình trừ 2x. Rồi ok. Vậy bây giờ muốn tìm giá trị lớn nhất của hàm số y bằng f trị x thì mình sẽ đi tìm đồ thị của cái hàm fx cái đã ha. À, cô mượn cái phần bảng bên này cô trình bày nha các bạn. Câu 32 nha. Rồi. Fx bằng x bình trừ 2x thì suy ra f phải thì bằng là 2x trừ 2. Cho đạo hàm bằng 0 thì nó sẽ ra là x bằng 1. Rồi. Thì bảng biến thiên của mình nó sẽ như sau. X fx 1 hệ số a dương ở sau này đi lên đi xuống chỗ này là số trừ 1 đúng không, trừ 1. Ok rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ đồ thị nó như thế này nè. Là OI. Đây là OX. Y bằng 1, Y bằng trừ 1. Đây. 1, trừ 1. Y bằng 0 thì Y cũng bằng 0 mà nó đi qua đây đúng không? Rồi Y bằng 2 thì Y cũng bằng 2. Nói tóm lại là nó sẽ là cái đường cong này. Rồi, đây chính là đồ thị của FX. Bây giờ làm sao để vẽ đồ thị của hàm. À, chết. Mình phải vẽ từ trừ 2 đến 2 nha. Trừ 2 đến 2, x bằng 2 thì y nó bằng 0 đúng không? Thôi cô lập cái bảng giá trị ra đây đây. Bảng giá trị. Ờ, chỗ hẹp quá. X nè. F nè. Ở đây là 0, 0 thì nó đây là 1. Rồi 2, 2 thế vô nó ra 0. Trừ 2 thế vô thì nó ra nhiêu? Trừ 2 chỗ này là trừ 2 thế vô chỗ này ra 4, 8. Trừ 2 thì chỗ này ra 8 nha. Rồi, à, bây giờ cô vẽ lại cái đồ thị bên này cho các bạn xem ha. Y bằng 2, Y bằng 0 là 2 đây nè. Còn Y bằng trừ 2, Y bằng 8 nằm trên này. Rồi, kệ nó. Ok chưa? Rồi, đây chính là đồ thị của hàm số Y bằng hàm số Fx trên khoảng từ trừ 2 đến 2. Được chưa? Tuy nhiên mình còn đồ thị của hàm f trị x. Thì để vẽ hàm số f trị x thì đầu tiên chúng ta sẽ đi xóa bên trái trục OI. Đó là mình xóa cái phần này. Được chưa? Sau đó mình lấy đối xứng phần bên phải trục OI qua trục OI. Vậy thì mình đối xứng qua. Đó. Thì hai cái phần cong này của mình nó chính là đồ thị của hàm y. Vậy thì bạn thấy là giá trị lớn nhất của mình là 0 thôi.
giá trị lớn nhất của mình là không, đáp án là câu D. À, các bạn có thấy rõ không ạ? Đây, đó, cô zoom lên như vậy cho các bạn nhìn rõ ha. Rồi, xong nha, xong câu 32. Tiếp, câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực của M để đường thẳng Y cắt đồ thị Y tại hai điểm phân biệt. Đây là một bài toán tương giao thì mình phải đi lập phương trình hoành độ giao điểm thôi. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị này thì mình được là x cộng m trừ 1 bằng 2x cộng 1 phần x cộng 1. Ở đây chắc chắn x phải khác trừ 1 bởi vì mẫu khác không hơn. Rồi quy đồng lên thì mình sẽ được là x bình cộng x cộng mx cộng m trừ x trừ 1 bằng 2x cộng 1. Rồi suy ra rút gọn thì nó sẽ ra là x bình cộng x trong ngoặc là m trừ 2 ha, cộng m trừ 1 bằng 0. Rồi, để nó cách nhau tại hai điểm phân biệt thì cái phương trình này của mình phải có hai điểm phân biệt. Vậy nó có hai điểm phân biệt khi nào? Khi delta của mình lớn hơn 0. Rồi tính thêm cái delta đây. Delta sẽ bằng b bình. B bình là, để cô viết xuống dưới để cho nó rõ. B bình là m trừ 2 tất cả bình. Để tôi quay lên đây ha. M trừ 2 tất cả bình trừ 4ac là trừ 4 nhân với m trừ 1 ha. Thằng này phải lớn hơn 0. Rồi thằng này phải lớn hơn 0, ok. Đó. Rồi cô viết xuống dưới nha. Khai triển đây thì mình được làm m bình trừ 4m với trừ 4m là trừ 8m. Chỗ này là cộng 4, cộng 4 mà cộng 4 nữa là cộng. Ủa hình như nó có gì đó sai sai ta. M trừ 2. À chỗ đây phải là M trừ 2 nè. M trừ 2. Rồi. Và chỗ này là ra 4. Chỗ này là ra 4 x 2 là 8. 12. 12. Là lớn hơn 0. Để bấm máy tính rồi nó ra bao nhiêu? 6 với 2. Vậy thì m nó phải lớn hơn 6 hoặc là m nó bé hơn 2. Rồi cái này bạn bấm máy là nó sẽ ra ha. Vậy đáp án của mình là câu số 2. Đáp án của mình là câu B. Được chưa nào? Rồi. Câu số 34. Cho hàm số bậc 4 y bằng fx có đồ thị f phẩy như hình vẽ, hàm số y bằng gx có bao nhiêu cực trị? Bây giờ cô xóa các bạn chỗ đây để cô trả chỗ lại cho con 34 nha. Rồi, muốn biết có bao nhiêu cực trị thì bây giờ phải đạo hàm cái nào. Đạo hàm. G phẩy sẽ bằng 2x nhân với f phẩy của x bình trừ 1. Cho đạo hàm này bằng 0 thì mình sẽ được là x bằng 0 hoặc f phẩy của x bình trừ 1 bằng 0. Rồi, bây giờ mình quay lại trong cái bài này. Đây là đồ thị của f phẩy, vậy thì có phải f phẩy bằng 0 tại hai vị trí này không các bạn? À, hai vị trí này lại làm cho f phải bằng 0. Vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra x bằng 0 hoặc x bình trừ 1 bằng 1 hoặc x bình trừ 1 bằng trừ 1. Rồi, vậy thì suy ra x bằng 0 nè. Ở dưới này x bình bằng 0 thì x bằng 0. Cái nghiệm này là nghiệm kép nha, bỏ qua. Rồi, ở dưới này là ở đâu? X bằng 0 là của dưới. Còn ở đây là x bình trừ 2 bằng 0, nghĩa là x bình bằng 2. X bình bằng 2 thì x bằng cộng trừ căn 2. Ok. Bây giờ chúng ta chỉ thể hiện những cái nghiệm đơn thôi. Cái số 0 nó xuất hiện hai lần, nhưng mà một lần kép, một lần đơn thì mình vẫn hiểu nó là nghiệm đơn nha. Đơn. Rồi đây là x nè, đây là g phải nè, đây là g nè. Trừ căn 2, 0, căn 2, 0, 0, 0. Rồi bây giờ mình xét dấu, thì ở đây không điền dấu bậy được. Bây giờ cô sẽ kiểm tra g phải của cộng vô cùng ha. Khi x bằng cộng vô cùng thì 2x là cộng vô cùng. F phẩy của cộng vô cùng, bây giờ bạn nhìn thấy không? Khi x tiến tới cộng vô cùng thì cái f phẩy của cộng vô cùng nó luôn dương. Vậy thì dẫn đến cái g phẩy khi x tiến tới cộng vô cùng là dương. Vậy bên này cô điền dấu cộng. Rồi qua bên này trừ, cộng, trừ. Được chỗ nào? Rồi đồ thị của mình nó sẽ như thế này. Đó.
Thì nhìn vô đây thì bạn thấy là nó sẽ có 1, 2, 3 cực trị. 3 cực trị. Nhưng mà hồi nãy ngay vị trí này là mình cũng có thể kết luận được rồi, bởi vì số cực trị bằng số nghiệm đơn của phương trình F phải bằng 0. Nên chỗ này mình thay ra thì mình thấy là nó có 3 nghiệm đơn thì mình có thể là khoanh được đáp án là câu A luôn rồi nha. Câu số 35. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và hàm số y bằng f phải có bảng biến thiên như hình vẽ dưới. Đặt gx bằng số điểm cực trị của hàm số y bằng gx là. Rồi. Như câu trên chúng ta phải đi tính g phải. G phải nó sẽ là bằng là 3x bình trừ 3 nhân cho f phải của x mũ 3 trừ 3x. Đúng không? Cho g phải bằng 0 thì mình suy ra x bằng cộng trừ 1 hoặc là f phải của x mũ 3 trừ 3x bằng 0. Rồi. F phải x bằng 0 khi nào? Bây giờ bạn quay qua cái đồ thị bên này, bạn thấy là f phải x bằng 0, cô kẻ cái đường f bằng 0 qua đây nha. Thì bạn thấy nó bằng 0 tại hai điểm. Đúng không? Đây là một cái điểm nè. Đây là một điểm nè. Và bên này là một điểm. Cái điểm bên này mình chưa biết nó là số gì luôn á. Cô đặt nó là số A đi. Cô đặt nó là số A. Rồi. Bây giờ mình đi giải cái từ từ nha. G phải, F phải. Ok. Bây giờ mình đi giải nè. Mình đặt đây là phương trình 1 ha. Thì phương trình 1 suy ra là x mũ 3 trừ 3x bằng 0 hoặc là x mũ 3 trừ 3x bằng A. À, bây giờ x mũ 3 trừ 3x mà bằng 0 là có mấy nghiệm nè. Phương trình này là có mấy nghiệm nè. X mũ 3 trừ 3x. Rồi. Phương trình này là có 3 nghiệm nè. Đúng không? Ở trên này là được 2 nghiệm rồi nha. Bây giờ mình xem từ cái vị trí này của mình sẽ có mấy nghiệm. Chỉ biết rằng A là một cái số lớn hơn 0 thôi. Vậy bây giờ muốn biết nó bao nhiêu nghiệm thì phải đi kiểu như là sử dụng cái bài toán tương giao vào đây các bạn. Bây giờ cô sẽ xét cái đồ thị bên trái này là hx nha, hx. Hx bằng x mũ 3 trừ 3x, cô ghi vào đây. Vậy thì h phải nó sẽ bằng là 3x bình trừ 3 cho bằng 0. Thì suy ra x của mình nó bằng là cộng trừ 1. Rồi cô vẽ bảng biến thiên nè. X, hx luôn. Trừ 1, 1, 0, 0. Rồi đi lên, đi xuống, đi lên. Rồi trừ 1 thế vào đây là trừ 3. Đâu, trừ 1 thế vào đây chứ. Là 2. 2. Số 1 thế vô đó đây là trừ 2. Đúng chưa? Rồi. Thì cái đồ thị của mình nó sẽ như thế này. Chính xác của nó là cái đồ thị của hx đó nha. Là từ dưới này đi lên 2. Xong xuống lại trừ 2 rồi đi lên. Được chưa? Rồi. Đây là 2 nè. Đây là trừ 2 nè. Rồi. A là một cái số lớn hơn 2. A là một cái số lớn hơn 2. Thì cái đường thẳng A của mình nó nằm ở trên này. Đúng không? Vậy thì nó chỉ có một giao điểm mà thôi. Một giao điểm, vậy thì cái phương trình này của mình là có một nghiệm. Một nghiệm, nghiệm này là nghiệm đơn ha. Nó giao điểm theo kiểu đâm xuyên. Vậy thì chúng ta có tổng cộng là 2, 5, 6, 6 nghiệm đơn. 6 nghiệm đơn. Và đáp án của mình là câu D. Số cực trị bằng 6. Câu 35, D. Câu số 36. Cho hàm số fx có đạo hàm cấp 2 trên r và đồ thị f2 phẩy là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số fx có tối đa bao nhiêu cực trị? Hàm số fx có tối đa bao nhiêu cực trị? Bây giờ muốn tìm cực trị của fx thì phải đạo hàm. Đó, đặt y bằng fx đi. Thì suy ra y phẩy là sẽ bằng f phẩy x. Đúng không? Y phải bằng f phẩy x cho nó bằng 0. Thì mình suy ra là không biết là bao nhiêu nghiệm. Thế thì bây giờ mới quay lại cái đồ thị là hàm f2 phẩy. F2 phẩy, F2 phẩy, F2 phẩy.
F 2 phẩy. Rồi cô sẽ đi lập bảng biến thiên của hàm số Fx nha. Bảng biến thiên của hàm số Fx thì mình phải đi F phẩy x chứ. Thì mình phải đi xét dấu F 2 phẩy. Đúng không? Bạn để ý cái bảng biến thiên này nha. Cô nói lại là cô không biết y phẩy chính là F phẩy bằng 0 có bao nhiêu nghiệm. Thì bây giờ cô sẽ đi lập bảng biến thiên của hàm số F phẩy. Mà muốn lập bảng biến thiên của hàm số F phẩy thì mình phải có cái dòng xét dấu của F 2 phẩy. Rồi, thì cái F 2 phẩy này bạn thấy nó cắt trục hoành tại 2 điểm thôi. Tại 3 điểm chứ. Nhưng mà đây, cô điện hiện lên đây là trừ 2, 0, 3 nha. Nhưng cái 3 và 0 này là hai cái nghiệm, hai cái điểm mà bạn thấy nó chỉ có chạm rồi nó quay đầu. Nên là hai cái số này được gọi là hai nghiệm kép ha. Rồi. Giá trị của nó là âm nè bạn thấy không? Âm 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 dương. Âm âm dương. Vậy thì đồ thị của F phải nó sẽ đi như thế này. Đó. Đó. Vậy đây. Và ở đây nó hỏi là tối đa bao nhiêu cực trị? Tối đa kiểu bao nhiêu cực trị? Thì cái đồ thị F phải của mình như thế này, mình chưa biết là giá trị của nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu, nhưng mà bạn thấy là nếu như mà cái dạng của F phải nó như vậy thì nó sẽ có các trường hợp nào xảy ra? Nếu như nha, nếu như nó là trường hợp đầu tiên cô vẽ nè, nếu như nó nằm như thế này thì có phải là nó cắt trục hoành tại hai điểm, hai điểm phân biệt, thì suy ra cái phương trình cái hàm số Fx của mình có hai cực trị không? Rồi, hoặc nó không cắt như vậy mà nó cắt như thế này thì là không điểm, không điểm là không cực trị, không giao điểm đó. Rồi, hoặc là nó đụng vào như thế này là một một giao điểm, nhưng mà nghiệm ra là nghiệm kép, không được, đúng không? Vậy tóm lại là F phẩy bằng 0 có tối đa hai nghiệm phân biệt. Nên là cái phương trình y xin lỗi, nên là cái hàm số Fx của mình có tối đa hai cực trị. Đáp án là câu D. Đó, cái ý tưởng của nó là như vậy. Câu 37. Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn đáp án A, B, C, D, hàm số nào có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới? Nhìn vô cái bảng biến thiên này thì mình loại trừ được đáp án nè. Bạn thấy cái khoảng của sau cùng của mình nó đi lên, vậy thì hệ số A của mình là dương. Hệ số A dương thì sẽ loại câu A hoặc câu C, là câu A và câu C. Vậy thì chỉ còn lại câu B và câu D thôi. Thì bây giờ cô lấy điểm này cô thế vào, thì điểm này có tọa độ là trừ 1, 1. Mình thế thử vào câu D nha. X bằng trừ 1, x bằng trừ 1 thì suy ra y bằng nhiêu? X bằng trừ 1 thế vào đây là trừ 1 nè. Chỗ này trừ 3 nhân với 1 là trừ 3 nè. Trừ 9 nhân với trừ 1 là cộng 9 nè. Trừ 2 nè. Vậy thì chỗ này là trừ 6 cộng 9 là bằng 3. Y bằng 3. Vậy thì cái điểm có tọa độ trừ 1, 1 nó đâu có thuộc vào đây đâu. Đúng không? Nên loại luôn câu D. Vậy thì còn lại câu B thôi. Khoanh câu B. Câu 38. Cho hàm số y bằng fx có biểu thức đạo hàm f phẩy x bằng. Chờ cô xíu nha. Câu 38. Cho hàm số y bằng fx có biểu thức đạo hàm f phẩy. Hàm số gx bằng fx trừ x có bao nhiêu điểm cực trị? Rồi bây giờ muốn tìm cực trị của hàm gx thì mình phải đi tính đạo hàm. Rồi cô tính g phẩy nha. G phẩy nó sẽ bằng là f phẩy x trừ 1. Rồi. Cho đạo hàm này bằng 0 thì mình sẽ suy ra nè. Bây giờ cái biểu thức f phải của mình nó là một cái tích cộng với 1 đúng không? Mà chỗ này là trừ 1 vậy. 1 trừ 1 hết. Vậy nên nó chỉ còn lại là x cộng 1 tất cả nhân với x trừ 1 tất cả bình nhân với x trừ 2. Rồi. Phương trình tích mà bằng 0 thì suy ra từng nhân tử bằng 0. Vậy thì mình được x bằng trừ 1 nè. Đây là nghiệm đơn nè. Rồi. X bằng 1 là nghiệm kép nè. Và cuối cùng là x bằng 2. Nghiệm đơn. Vậy thì ở đây mình thấy là có hai nghiệm đơn. Phương trình g phẩy x bằng 0 có hai nghiệm đơn thì hàm số gx của mình có hai cực trị, đáp án là câu C. Câu số 38. Rồi 39. Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong C. Biết tiếp tuyến nó song song với đường thẳng delta y bằng x trừ 4. Rồi biết phương trình tiếp tuyến thì đầu tiên mình tính đạo hàm trước cái đây, chắc chắn là sẽ sai. F phẩy x nó bằng là 3x bình. Cô đặt ở trên này là fx nha. Cô đặt ở trên này là fx. Rồi. Thì f phải nó ra là 3x bình cộng 6x trừ 8. Được chưa? Bây giờ mình mới xuống đây mình
Xem cái dữ kiện tiếp theo nè, tiếp tuyến nó song song với đường thẳng delta. Tiếp tuyến song song với đường thẳng delta thì mình có một cái lý thuyết. Cái phần này đó là hai đường thẳng song song thì có cùng hệ số góc. Hai đường thẳng vuông góc thì có tích hệ số góc bằng -1. Vậy thì ở đây tiếp tuyến nó song song với delta, hệ số góc của tiếp tuyến có phải là f phải x không không? Còn hệ số góc của delta chính là hệ số trước x nè, là 1. Vậy thì f phải x không bằng 1. Thì mình suy ra 3x0 bình cộng 6x0 trừ 8 bằng 1. Rồi, vậy thì có phải là mình được phương trình là 3x0 bình cộng 6x0 trừ 9 bằng 0. Vậy thì ta sẽ suy ra được hai cái x0, đó là x0 bằng 1 hoặc là x0 bằng trừ 3. Rồi, x0 bằng 1 suy ra, bây giờ mình thay lên trên cái y này ha. 1, 1, 1 nó ra là trừ 3, x0 bằng trừ 3. Rồi, x0 bằng trừ 3 thay lên nó ra y0 bằng 25. 25. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi viết hai cái phương trình tiếp tuyến. Đầu tiên là tiếp điểm của mình có tọa độ 1 trừ 3. Rồi, phương trình tiếp tuyến cô nhắc lại ha. Phương trình tiếp tuyến có dạng là y bằng f phải x0 nhân x trừ x0 cộng với y0. Rồi, vậy thì đối với cái trường hợp này, phương trình tiếp tuyến của mình nó là y bằng 1 nhân với x trừ 1 trừ đi 3 là bằng x trừ 4. Tiếp theo, cái đường thẳng y bằng x trừ 4 này nó trùng với đường thẳng delta rồi, nên là mình loại ha. Chỉ được song song thôi chứ không được trùng. Tiếp theo, điểm M có tọa độ là trừ 3, 25. Thì phương trình tiếp tuyến của mình có dạng là y bằng 1 nhân với x cộng 3 cộng với 25. Thì nó ra là x cộng 28. Vậy đáp án của mình là câu B. B. Câu số 40. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên R và có độ thì như hình vẽ. Hỏi hàm số gx có bao nhiêu điểm cực đại. Hàm số gx của mình là một cái hàm hợp. Bây giờ muốn tìm cực trị thì mình cũng phải đạo hàm ha. Cũng đạo hàm nha. G phải x nó bằng fu đạo hàm thì sẽ bằng u đạo hàm là trừ 2x cộng 3 nhân cho f phải u. Rồi, đạo hàm bằng 0 thì suy ra trừ 2x cộng 3 bằng 0 thì x nó sẽ bằng 3/2. Rồi, f phải u bằng 0. Bây giờ bạn nhìn qua đây nè, hàm số fx của mình đạt cực trị tại hai vị trí này thì có phải là f phải x bằng 0 khi x bằng trừ 2 hoặc là x bằng 0 không? Rồi, vậy thì chỗ này là u bằng trừ 2 hoặc là u bằng 0. Đúng chưa? Rồi, suy ra x bằng 3/2 cô viết lại. Rồi, giải cái phương trình trừ x bình cộng 3x trừ 2 đi. Thì mình được một cái nghiệm là trừ 0,56. Trừ 0,56. Rồi, một cái nghiệm là 3,5. Cô chỉ ghi kết quả xấp xỉ thôi nha. Ở dưới này thì x bằng 0 với lại x bằng 3. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi lập bảng biến thiên. Bởi vì mình chỉ còn biết số cực trị thôi các bạn, nên là mình lấy cái đổi ra cái số lẻ luôn để cho dễ tính. Đây là x nè, đây là g phải nè, đây là g nè. Trừ 0,56 nè, 0 nè, 3/2 nè, 3 nè, 3,5 nè. Cái này là cộng vô cùng nè, đây là trừ vô cùng nè. Rồi ok, bây giờ mình xét dấu như thế nào đây, không thể điền dấu lụi được hả? Bây giờ ta nhìn nè, bây giờ mình sẽ xét dấu khi x tiến tới cộng vô cùng nha. Khi x tiến tới cộng vô cùng thì cái g phải của mình mang dấu gì? Thì g phải x của mình á, nó sẽ bằng, bây giờ bạn nhìn nha, x bằng cộng vô cùng thì có phải cái nhân cử là trừ 2x cộng 3 nó sẽ ra là trừ vô cùng không? Rồi, x bằng cộng vô cùng thì trừ x bình cộng 3x nó cũng trừ vô cùng. F phải của trừ vô cùng, bạn nhìn nhánh bên này nè. Cái nhánh bên này có phải là hàm số của mình đồng biến. Có nghĩa là cái f phải của mình nó mang dấu cộng. Cho nên cô ghi là cộng. Vậy thì kết quả nó ra là trừ vô cùng. Thì bạn thấy là khi x tiến tới cộng vô cùng thì g phải của mình tiến tới trừ vô cùng. Bên này cô điền dấu trừ. Cộng, trừ, cộng, trừ, cộng. Bạn hiểu cách để xét dấu chưa?
Bởi vì ở đây là một cái hàm hợp chứ không phải là hàm bậc 2, bậc 3 gì không. Rồi bây giờ mình bị mũi tên 1. Rồi. Thì nhìn vô đây thì bạn thấy mình có mấy cực đại? 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đáp án là câu A. À, câu 41. Cho hàm số y bằng fx liên tục và có đạo hàm trên R. Biết hàm số f phải có đồ thị như hình vẽ. Khi đó gx có bao nhiêu điểm cực đại? Rồi, cô cũng sẽ đi lấy g đạo hàm ha, g đạo hàm. Thì nó sẽ bằng 3 nhân với nè. 4x mũ 3 trừ 4x nhân với f phẩy của x mũ 4 trừ 2x bình cộng với 2. Rồi ở sau này là trừ 12x mũ 5 trừ 24x mũ 3 và cộng 36x. Rồi bây giờ cô đúc gọn ha, cô làm gọn. Thì bạn thấy ở đây cái số 4 này chung cô đưa nó ra ngoài luôn. Cái số 4 này chung đưa ra ngoài luôn. Vậy thì mình sẽ có là 12 trong này là x mũ 3 trừ x nhân với f phải của x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2. Rồi ở sau này cô đặt trừ 12 chung. Thì nó còn là x mũ 5 cộng x mũ 3 cộng x à, trừ x chứ, trừ x. Thôi bây giờ bạn quan sát ha. Để giải cái phương trình g phải x bằng 0 thì cái hiệu bên này của mình nó phải có thể đặt được nhân tử chung hoặc là biến đổi làm sao đó. Chứ nếu mà để y như thế này thì mình đâu có tìm được cái nghiệm đâu đúng không? Vậy bây giờ cô thử xem là cái x mũ 5 cộng x mũ 3 trừ x này nó có nhân tử chung là x mũ 3 trừ 1 hay không? Thế thì bây giờ cô sẽ thực hiện phép chia ha. Cô sẽ thực hiện phép chia vào vị trí này cho các bạn xem. Cô chia cho này đi. Cô lấy x mũ 5 cộng x mũ 3 trừ x. Cô chia cho x mũ 3 trừ x. Thì bạn nhìn nha, lấy x mũ 5 chia x mũ 3 là ra x bình. Nhân ngược lên lại là x mũ 5 trừ x mũ 3. Rồi lấy trên trừ dưới thì nó ra là 2x mũ 3 trừ x. Chỗ này có số 2 nè. Chỗ này có số 3 nè. 2, 3 nha. Thì chỗ này nó ra là 3 trừ 3x. 3x mũ 3 trừ 3x mà chia cho x mũ 3 trừ x thì nó ra là 3. Rồi, vậy thì bạn thấy là hết đúng không? Hết. Thế thì cái x mũ 5 cộng 2x mũ 3 này mình sẽ được viết lại là x mũ 3 trừ x nhân với lại x bình cộng 3. Đó, còn ở trước này mình viết lại ha, mình viết lại. Rồi, vậy thì lúc này bạn thấy mình có nhân tử chung là 12 x mũ 3 trừ x. Rồi trong ngoặc mình còn là f phải của x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2. Rồi cộng cho x bình cộng 3. Ok chưa? Rồi bây giờ bạn cho cái g phải này bằng 0. Bạn cho cái g phải này bằng 0 thì bạn thấy nè, cái f phải của mình á, f phải của mình ở đây là x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2. Thì nó chính là x bình trừ 1, tất cả bình rồi cộng với 1. Đúng không? Thôi cô viết lại nha. Rồi, số này cô cho g phải bằng 0 nè. Rồi, bây giờ bạn quan sát ha. X bình trừ 1 tất cả bình là nó luôn lớn hơn bằng 0, cộng với 1 thì nó luôn luôn lớn hơn bằng 1. Vậy thì khi u lớn hơn hoặc bằng 1 thì cái f phải u nó làm sao? Bây giờ bạn nhìn lên đây nè, vị trí này nè, bạn thấy không? Khi x lớn hơn hoặc bằng 1 thì cái f phải x của mình nó bé hơn 0. Bạn thấy chưa? Đây là đồ thị của f phải nha. Đây là đồ thị của f phải. Thế thì khi u lớn hơn hoặc bằng 1 thì cái f phải u của mình nó luôn luôn, nó luôn luôn bé hơn không, bé hơn không. Ủa đúng ta, từ từ nha. Rồi bé hơn không mà x bình cộng 3 thì nó lại luôn luôn lớn hơn không. Từ từ, thôi để cô ghi chỗ này ra đi. Thì suy ra là x mũ 3, à chỗ này là cái dấu trừ đúng không? Rồi x mũ 3 trừ x bằng 0 hoặc là f phải của x bình trừ 1 tất cả bình cộng 1
bằng x bình cộng 3. Thì bạn thấy là cái vế bên trái này của mình đó, là giá trị nó luôn luôn bé hơn bằng 0. Còn cái vế bên phải này của mình thì nó luôn luôn lớn hơn 0. Vậy thì cái phương trình này của mình nó vô nghiệm, đúng chưa? Vậy thì chúng ta chỉ còn nghiệm ở trên thôi, là x bằng 0, x bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ bảng biến thiên của cái thằng gx giữa vô ba nghiệm 0, 1, trừ 1. X nè, dưới này là g phẩy nè, dưới này là g nè, trừ 1, 0, 1 nè. Rồi khi x tiến tới cộng vô cùng, x tiến tới cộng vô cùng thì x tiến tới cộng vô cùng nha, thì 12 nhân x mũ 3 trừ x là bằng cộng vô cùng nè, cộng vô cùng. Rồi f phẩy của cái thằng này là nãy mình nói là nó âm nè, thằng nó âm, rồi trừ cho một cái số dương thì nó nghĩa là cái chỗ này là âm luôn, cái nhân tử ở sau này là âm, âm ở trước này dương, âm nhân dương ra âm, nên là bên này mình sẽ điền dấu trừ cộng, trừ cộng, được chưa? Rồi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ok chưa? Rồi vậy thì chúng ta sẽ có hai điểm cực đại, đáp án là câu B. Rồi bài này nó hay ở cái chỗ là mình tách cái hàng tử này để nó có nhân tử chung với lại cái hàng tử ở phía trước ha. Câu 42. Rồi giờ câu 42, cho hàm số fx bằng tổng số đường tìm cận đứng và tìm cận ngang của đồ thị hàm số là. Bây giờ muốn tìm tìm cận của hàm số thì chúng ta phải đi tìm tập xác định. Thì mình thấy là cái tử và mẫu của mình là nó không có nhân tử chung nha. Bây giờ mình điều kiện nè, điều kiện là mẫu phải khác không, mẫu phải khác không có nghĩa là x phải khác trừ 1 và x phải khác 3, x khác trừ 1 và x khác 3. Vậy thì cái tập xác định D của mình nó chạy từ trừ vô cùng đến trừ 1, hợp với trừ 1 đến 3, hợp với 3 đến cộng vô cùng. Cô thì cô hay làm theo kiểu này, đó là mình viết cái tập hợp của mình ra dạng khoảng đoạn như thế này, sau đó chúng ta sẽ đi tính liêm và những cái dấu ngoặc tròn. Vậy thì ở đây mình có rất là nhiều liêm ha, liêm y khi x tiến tới trừ vô cùng nè, rồi liêm y khi x tiến tới trừ 1 trừ nè, rồi x tiến tới trừ 1 cộng, cô lười ghi quá cô ghi gọn như thế này nha, rồi x tiến tới 3 trừ, rồi x tiến tới 3 cộng, rồi x tiến tới cộng vô cùng. Rồi bây giờ mình bấm luôn một loạt mấy bạn ha, mình bấm máy tính luôn một loạt nha. Đó. Khi mà cô chỉ các bạn làm theo kiểu này á thì bạn tất cả các bạn đều làm được, chứ không riêng gì bài này là phải dành cho các bạn giỏi hay là khá gì hết, ai cũng làm được hết. Rồi nhập cái hàm số này vào trong máy tính, nhập hàm số này vô, bình trừ 2 x trừ 3. Rồi côn bây giờ trừ vô cùng thì của cô là trừ 99999 ha, kết quả nó ra là 1 nha. Cô côn cộng vô cùng luôn ha, lỡ bấm số 8 thì bấm 8888, nó cũng ra 1. Chỗ này là 1 nè, chỗ này là 1 nè. Vậy thì tiến tới vô cùng nó ra một số thì suy ra y bằng 1, đó là tìm cận ngang, được chưa? Rồi tiếp tục, côn trừ 1,00001 chính là trừ 1 trừ đó, nó ra cộng vô cùng, em thấy không, cộng vô cùng. Thì cái trừ 1 cộng này cô khỏi bấm, bởi vì có bấm hay không, nó có ra một số hay nó ra vô cùng gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ suy ra cái x bằng trừ 1 thôi, được chưa? Tiếp tục mình bấm cái x bằng 3 trừ với 3 cộng, để trừ với 3 cộng của cô, 3,00001 là 3 cộng đấy nha, nó cũng ra cộng vô cùng, ok. Tìm cận đứng. Vậy thì chúng ta có hai đứng và một ngang và tổng cộng là 3 tìm cận. Câu 42. C. Từ từ thôi. À đúng rồi. Rồi mình có 3 đường tìm cận, đáp án là câu C. Câu số 43. Câu số 43 là một cái câu hình. Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.
Rồi. Góc giữa mặt là, rồi cô vẽ cái hình này rồi nói tiếp ha. Ở đây đường vuông góc bên đáy này nó nằm đây này. Bình thường là để cái thế hình nó nằm ở bên trái như thế này. Rồi, đẹp không? S A B C D. Đây là điểm H. Được chưa? Đấy là hình chữ nhật nha, mặt bên là tam giác đều, cạnh 2A. Thì AD nó cũng bằng 2A, BC nó cũng bằng 2A. Ở góc giữa mặt FBC và mặt phẳng ABCD bằng 30 độ. Góc giữa hai mặt là góc giữa hai đường cùng vuông góc với giao tuyến, thì mình thấy hiện tại cái giao tuyến của mình là cái đoạn BC. Thì trong đấy mình đã có AB vuông góc với lại BC, DC cũng vuông góc với BC. Tuy nhiên muốn làm được thì nó phải hai cái đường vuông góc này nó sẽ liên quan đến cái điểm H. Thế thì bây giờ từ H cô dựng một cái đường song song với AB. Để cô được qua đây. Thì cái HK này nó cũng sẽ vuông góc với lại BC, đúng không? HK vuông góc với BC là đường thứ nhất nè. Rồi, cái đường thứ hai nó nằm trong mặt FBC, đó chính là cái đoạn SK. Đó. Vậy thì hai đường vuông góc với giao tuyến chính là HK và SK. HK và SK, góc này 30 độ. Ok. Bây giờ để tính được thể tích của khối chóp thì mình còn phải tìm diện tích đáy và chiều cao. Thì chiều cao biết rồi nha các bạn. SH nó là đường cao của tam giác đều thì nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Thì nó đây là A căn 3, đúng chưa? Rồi, có SH rồi. Bây giờ mình sẽ đi tính HK. HK chính là bằng AB bằng CD đó. Thì có góc 30 độ, có cạnh này, có còn tính cạnh HK, vậy cho chúng ta sẽ xài tan. Tan 30 độ nó sẽ bằng SH trên cho HK. Vậy thì suy ra HK của mình nó sẽ bằng SH là A căn 3 chia cho tan 30 độ. Tan 30 độ là căn 3 phần 3. Vậy đáp án của mình nó ra là 3A. Vậy thì HK bằng 3A ha. Do đó diện tích của đáy ABCD nó bằng là 2A nhân với 3A, tích hai độ dài là 6A bình. Rồi, vậy thì thể tích của SABCD nó bằng 1 phần 3 lần đường cao là A căn 3 nhân với diện tích đáy là 6A bình. Vậy thì nó sẽ bằng là 6, ở đâu? 2 căn 3A mũ 3 thôi. 2 căn 3A mũ 3 đáp án là câu B. Câu số 44, cho hàm số Y bằng có đồ thị C, gọi S là diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi các đường tìm cận C của hai trục tọa độ và hai trục tọa độ. Khi đó S bằng. Bây giờ bạn tìm cho cô hai đường tìm cận đi. Thì ở đây mình có một cái tìm cận đứng. Là nhìn vào cái mẫu đúng không? Cho cái mẫu bằng 0 thì S bằng 2. Rồi một cái tìm cận ngang đó là Y bằng hệ số trên chia hệ số dưới là trừ 1. Rồi bây giờ cô vẽ cái hệ trục để cho bạn xem. Câu này nó rất là dễ luôn. O Y O X X bằng 2. X bằng 2 là đường này. Rồi Y bằng trừ 1 là đường như thế này. Đây là số 2 ha. Đây là số trừ 1 ha. Rồi. Thế thì bạn thấy là diện tích của cái hình chữ nhật này nè, nó bằng tích hai độ dài, có phải là một cạnh bằng 2 và một cạnh bằng 1 không? Rồi là bằng 2, diện tích bằng 2, đáp án là câu C. Câu số 45. Đồ thị hàm số Y có bao nhiêu tìm cận đứng? Ok. Trở lại quy luật cũ là muốn tìm tìm cận thì chúng ta phải đi tìm điều kiện tập xác định đúng không? Rồi, ở trên tử của mình có căn thì x nó phải lớn hơn bằng 6. Rồi ở dưới mẫu, x bình trừ 5 x trừ 6, bạn xem nó là trị của x bình trừ 5 trị x trừ 6 đi. Thì đây chính là một cái phương trình bậc 2 ẩn là trị x. Vậy thì trị x ở đây phải khác. Khác, cô bấm nghiệm. 6 với trừ 1. Thì cái này là hiển nhiên rồi đúng không? Luôn đúng, bỏ qua nó đi. Vậy thì chỗ này mình suy ra là x phải lớn hơn hoặc bằng 6. Và x phải khác cộng trừ 6. Vậy thì suy ra là x lớn hơn 6 là điều kiện. Được chưa? Vậy thì cái tập xác định D của mình nó chạy từ 6 đến cộng vô cùng. Rồi. Vậy bây giờ để tính tìm cận đứng thì mình sẽ tính liêm y khi x tiến tới một số. Vậy ở đây ta tính tới x tiến tới 6 cộng.
ha. Rồi bạn nhập vô nha, bạn nhập vô để cô tính cho các bạn coi. Căn x trừ 6 phần x bình, x bình với trị x bình là như nhau, trừ 5 xếp FX rồi trừ 6 côn 6,000001. Đó, bạn thấy nó là một con số rất lớn thì một hiểu là cộng vô cùng ha. Rồi vậy thì mình có một tiệm cận đơn, một tiệm cận đơn đó là x bằng 6, được chưa? Rồi vậy đáp án của mình là câu D. Câu số 46, cho hình chóp XABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2, XA vuông góc với đáy. Vì cái hình này nha. Hình vuông cạnh bằng 2, SA có đáy SC bằng 3 căn 2, gọi M là trung điểm của AD, khoảng cách giữa BM và SD. Rồi SD là cái SD chưa? Rồi bây giờ khoảng cách giữa hai đường thẳng thẳng chéo nhau sẽ bằng khoảng cách từ một điểm thuộc đường này đến mặt phẳng chứa đường kia và song song với đường này. Thì bây giờ hiểu nôm na như thế này nè. Bây giờ cô sẽ dựng một cái mặt phẳng chứa BM và song song với SD, hoặc là dựng một cái mặt phẳng chứa SD và song song với BM. Thì bây giờ cô sẽ đi dựng mặt phẳng chứa BM và song song với SD nha. Thì mình sẽ dựng như thế này. Từ M mình kẻ MN. MN song song với lại SD là được. Đó, cô gọi đây là N. Thì M nó là trung điểm thì N nó cũng là trung điểm ha. Rồi mình ghi nè, SD nó song song với mặt BMN nên sẽ ra khoảng cách giữa BM và SD nó sẽ bằng khoảng cách giữa SD và mặt phẳng BMN. Khi làm khoảng cách, thông thường chúng ta sẽ đưa về chân đường vuông góc, có nghĩa là khoảng cách từ điểm A. Nhưng mà hiện tại nó đang là khoảng cách giữa đường và mặt thì mình làm từ từ ha. Thì cái đường này và mặt này nó song song, nên khoảng cách từ SD đến mặt BMN thì nó sẽ bằng khoảng cách từ S. Bạn chọn S cũng được, D cũng được, cô chọn S đến mặt BMN. Được chưa? Thì bạn thấy nè, cái điểm mà mình mong muốn đưa về nó là điểm A. Điểm A. Thì câu hỏi đặt ra là khoảng cách từ S nó bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ A. Thì mình thấy cái đường SA nó cắt mặt BMN tại điểm N. Thì có phải là SN nó bằng AN không? Nên là khoảng cách này nó bằng nhau. Vì SN bằng AN nha. Đó là cái cách mình lập luận. Mình sẽ tìm cái điểm giao của cái đường SA đối với mặt BMN rồi mình lập tỷ số. Rồi vậy thì chốt lại là chúng ta sẽ đi tính khoảng cách từ A đến mặt BMN. Thì bạn có nè, bạn có là AM, AN, AB đôi một vuông góc với nhau. Vậy thì bây giờ cô gọi cái khoảng cách từ A này là bằng H ha. Thì theo công thức thì mình sẽ có nè, 1 phần H bình sẽ bằng, H là khoảng cách từ A đến mặt đối diện BMN đó, nó sẽ bằng 1 lần 1 phần AM bình cộng 1 phần AN bình cộng 1 phần AB bình. Tất cả các dữ kiện này đã có rồi, bây giờ mình thế vô. AM nó bằng 1. AN SA chưa có ha. SA chưa có, bây giờ đi tính SA cái đã ha, đi tính SA. Thì bạn có đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông cạnh là 2. Thì cái AC của mình á có phải là 2 căn 2 không? 2 căn 2.
SC thì bằng 3 căn 2. Vậy thì SA nó chính là bằng căn bậc 2 của SC bình trừ cho AC bình. Là nó ra bao nhiêu? 9 nhân 2 trừ 4 nhân 2. Đây là căn 10. Căn 10. Vậy thì AN nó chính là 1 phần căn 10 phần 2 bình. Rồi 1 phần A bình là 1 phần 2 bình bằng. Bấm máy nha. Rồi. Lúc này mình suy ra được H của mình là bằng 2. Căn 165 phần 33. Không biết nó có bị sai số gì không ha? Coi có đáp án không? Có, rồi đáp án của mình là câu A. Rồi, thì đó là cách tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Để lưu ý giùm cô ha. Câu 47. Rồi, 47 chưa có đề rồi. Để cô cắt ở trên này nha các bạn. Để cô cắt rồi mình sẽ nó bị thiếu á. 47. Rồi, 47 đây. Câu 47 nó cũng giống như trên. Nhưng mà nó là khoảng cách giữa BM và SC. Bây giờ chắc là cô xin copy lại cái hình này đi không? Cô xin copy lại cái hình này. Chỗ này. Cái gì không xài thì xóa. Rồi bây giờ mình xóa những cái cần thiết nè. Dữ kiện nó y chang nha. Nó chỉ khác cái khoảng cách thôi. Bây giờ là khoảng cách giữa BM và SC. Rồi BM và SC. Các cái số liệu này cô giữ nguyên ha. Ok. Đây là S nè. A, B nè. BM và SC. Rồi bây giờ mình sẽ dựng mặt phẳng chứa SC song song với BM, hoặc là dựng mặt phẳng chứa BM và song song với SC. Thì chắc chắn chúng ta sẽ dựng mặt phẳng chứa BM và song song với SC rồi. Bây giờ cô gọi cái điểm giao này là E ha. Thì từ E này cô sẽ dựng một cái đường thẳng song song với SC trong mặt SAC. Trong mặt SAC. Đây. Cô sẽ gọi điểm này là điểm N. Được chưa? Là điểm này là điểm N. Rồi. Thì mình có là khoảng cách giữa SC và mặt và BM thì nó sẽ bằng là khoảng cách giữa SC và mặt BMN. Thì nó bằng khoảng cách từ C đến mặt BMN. Đó. Và mình vẫn cố gắng đưa về điểm A. Thì để đưa về điểm A thì chúng ta phải đi xem thử là bây giờ điểm A nha, thì cái đường thẳng AC nó cắt mặt BMN tại E đúng không? Thì mình phải đi lập thử là CE nó bằng bao nhiêu lần AE. Hiểu được không? Rồi, CE nó bằng bao nhiêu lần AE. Thì cái điểm E nó nằm như thế này thì bây giờ xem thử nó bằng bao nhiêu lần. Để biết nó bằng bao nhiêu lần thì cô đi nối cái đường này lại. Đó, cô nối cái đường này lại. Thì đây có phải là tâm của, đây có phải là tâm của đáy ABCD không các bạn? Cô gọi đó là O thì. Rồi, thì mình có nè. Ta có AE E AE AE thì nó bằng bao nhiêu lần AO ta? Rồi, nối cái đường này lại nữa, có nhìn thấy được BD. Rồi, bây giờ bạn coi nha. Coi nè.
Ký tam giác ABD thì AO là đường trung tuyến, BM là đường trung tuyến, thì E chính là trọng tâm của tam giác ABD. Vậy thì AE nó sẽ bằng 2 phần 3 lần AO. AE nó sẽ bằng 2 phần 3 lần AO. Mà AO nó bằng 1 phần 2 lần AC, nên là thằng này nó sẽ bằng 1 phần 3 lần AC. Được chưa? Rồi. AE mà bằng 1 phần 3 lần AC thì cái CE này, CE này, AE 1 phần 3 thì CE nó là 2 phần đúng không? Vậy thì chỗ này CE nó bằng 2 lần AE. Mày hiểu cách làm chưa? CE bằng 2 lần AE thì khoảng cách từ C đến mặt BMN nó sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ A đến mặt BMN. Ok. Khoảng cách từ A đến mặt BMN. Rồi cũng tương tự như vậy. Mình đặt khoảng cách từ A đến mặt BMN của đặt nó là H. Thì mình có 1 phần H bình, nó sẽ bằng 1 phần AN bình cộng với 1 phần AM bình cộng với 1 phần AB bình. AM có rồi, AB có rồi, chỉ thiếu AN thôi. Thì bạn thấy là cái ON nó song song với lại SC, nên là AE bằng 1 phần 3 AC thì AN nó bằng 1 phần 3 lần AS. Rồi SA này tính được như thế. Cô sử dụng câu trên nha. SA là căn 10 nha. Thì chỗ này nó sẽ bằng là căn 10 phần 3. Ok chưa? Rồi giờ thế vào đây ha. 1 phần căn 10 phần 3 bình này. Rồi cộng 1 phần AM bình. AM là 1 phần 2, AD là 1 bình, AB là 2, là 1 phần 4. Đúng chưa? Rồi bạn bấm máy tính. Bấm máy tính. Rồi, H nó ra là căn 215 nhân với 2 phần 43. Mà H chính là khoảng cách từ A đến mặt BMN. Vậy thì suy ra khoảng cách từ C nó sẽ bằng 4 lần. Nè, ở trên này mình ghi là nó bằng 2 lần khoảng cách từ A nè. Thấy không? Rồi, vậy thì nó sẽ bằng là 4 nhân căn 215 phần 43. 4 nhân căn 215 phần 43. Đáp án là câu C. Câu 48 cho hàm số f(x) thỏa mãn f(x) bằng có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y bằng f của 1 phần x mũ 3 cộng m đồng biến trên đoạn từ 1 đến 2. Ok. Bây giờ để xét sự biến thiên thì đầu tiên chúng ta phải đạo hàm đúng không? Lấy y đạo hàm. Ở đây y có dạng fo, vậy y đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm nhân f phẩy u. U đạo hàm thì nó chính là 1 phần x mũ 3 đạo hàm cộng với m đạo hàm. M đạo hàm bằng 0, vậy thì mình chỉ còn lại 1 phần x mũ 3 đạo hàm thôi. Tuy nhiên 1 phần x mũ 3 nó không có công thức, vậy cô chuyển về là thành x mũ trừ 3 đạo hàm nhân với f phẩy của 1 phần x mũ 3 cộng m. Rồi, thì nó sẽ bằng là trừ 3 nhân với x mũ trừ 4, vậy cô biết là trừ 3 phần x mũ 4. Được chưa? Nhân với f phẩy của 1 phần x mũ 3 cộng m. Thì ở đây á, đề nó yêu cầu là tìm y đồng biến trên đoạn từ 1 đến 2. Vậy thì để y đồng biến trên đoạn từ 1 đến 2 thì cái y phẩy này của mình nó phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc đoạn từ 1 đến 2. Được chưa? Thì bạn thấy là trừ 3 phần x mũ 4 nó luôn luôn dương rồi. Vậy thì cái f phẩy này của mình nó phải lớn hơn bằng 0 nữa. À, luôn luôn âm chứ, trừ 3 phần x mũ 4 luôn luôn âm. Rồi, vậy thì cái f phẩy này của mình nó phải lớn hơn 0, đúng không? Rồi, suy ra f phẩy của 1 phần x mũ 3 cộng m nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 1 đến 2. Được chưa? Rồi, ở trên này chúng ta đi giải fx lớn hơn 0 khi nào đi. Để giải f phẩy x lớn hơn 0 khi nào thì mình sẽ lập cái bảng biến xét dấu. Bạn xét dấu nha. Bạn xét dấu. Đây là f phẩy x nè. Rồi chỗ này là 0 nè.
chỗ này là 1 phần 8 nè, chỗ này là 8 nè. 0 là nghiệm kép nha, thì bên này cộng trừ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái khoảng làm cho f'u lớn hơn bằng 0. Thì ở trên này cái khoảng từ 1 đến 8 là làm cho f'x lớn hơn bằng 0. Vậy thì ở dưới đây mình sẽ suy ra 1 phần x mũ 3 cộng m lớn hơn hoặc bằng 1 phần 8 và 1 phần x mũ 3 cộng m bé hơn hoặc bằng 8 với mọi x thuộc khoảng từ 1 đến 2 ở thuộc đoạn chứ. Rồi, vậy thì suy ra m sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 phần 8 trừ 1 phần x mũ 3. Ở dưới này là m sẽ bé hơn hoặc bằng 8 trừ 1 phần x mũ 3. Được chưa? Và để cái này nó luôn đúng với mọi x thuộc 1 thuộc đoạn từ 1 đến 2 thì ở đây cái m này nó phải lớn hơn max của cái hàm số này. Còn ở dưới này nó phải bé hơn hoặc min. Được chưa nào? Rồi, bạn bấm max min nha, bạn đi bấm. Bạn chạy table á. Bạn chạy table thì ở trên này bạn sẽ ra là m lớn hơn bằng 0. Ở dưới này là m sẽ bé hơn hoặc bằng 7. Vậy kết luận của mình là m thuộc cái đoạn từ 0 đến 7. 0 đến 7 nha. Ở đây m người ta chỉ lấy các số nguyên thôi. Vậy thì m của mình sẽ gồm các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 8 số m. Được chưa? Thế nào ở đây cũng sẽ có bạn thắc mắc là tại sao ở trên này mình thấy là cái f'x của mình nó lớn hơn hoặc bằng 0 tại hai vị trí đó là x bằng 0 hoặc là x thuộc cái đoạn từ 1 phần 8 đến 8 mà mình chỉ xét cái đoạn mà mình không xét x bằng 0. Thì trong cái định nghĩa về hàm số đạo hàm á, thì hàm số có nói là sao ta? F'x lớn hơn hoặc bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trên khoảng thì hàm số sẽ đồng biến trên cái khoảng đó. Vậy bây giờ cái số 0 này á, nó đang đứng một mình, nó là một cái điểm luôn. Một cái điểm luôn. Bây giờ cô sẽ thử x bằng 0 cho các bạn xem nha. Nếu như mà x bằng 0 thì ở dưới đây u bằng 0. U bằng 0 ha. U bằng 0 có nghĩa là 1 phần x mũ 3 cộng m bằng 0. 1 phần x mũ 3 cộng m bằng 0 thì m của mình nó bằng là trừ 1 phần x mũ 3. Đúng chưa? Mà x của mình là một cái số là cái đoạn từ 1 đến 2. Từ 1 đến 2. Vậy thì m lại là số nguyên nữa thì suy ra m chỉ có một cái số duy nhất thôi là m bằng trừ 1. M bằng trừ 1. Bây giờ bạn lấy m bằng trừ 1, bạn thay vào trong cái hàm f này đây. Bạn thay vô. Thì cái y của mình nó chính là f của 1 phần x mũ 3 trừ cho 1. Đúng chưa? Rồi, 1 phần x mũ 3 trừ cho 1. Thì suy ra y phải bằng gì? Y phải nó bằng là trừ 3 phần x mũ 4 đúng không? Nhân với lại f' của 1 phần x mũ 3 trừ 1. Rồi bạn thế vô bạn chạy. Bạn chạy thay bồ thử nha. Bây giờ cô chạy thay bồ thử là cái giá trị của mình nó có luôn lớn hơn bằng 0 không không? Rồi. Cô nhập nào. Cô nhập là trừ 3 phần x mũ 4 nha. Trừ 3 phần x mũ 4. Rồi nhân với f' thì là đây, trên này nè, f' là trên này nè. Rồi, f' đây là f'x, còn bây giờ ẩn của mình là 1 phần x mũ 3, x mũ 3, rồi, trừ 1 phần 8, ha. Rồi nhân với 1 phần x mũ 3 trừ 1 trừ 8 đúng không? Rồi phải nhân với lại 1 phần x mũ 3 trừ 1 bình nữa. Mày quên thiếu cái đó. Ok. Bây giờ mình sẽ chạy từ 1 đến 2. Mình coi cái giá trị f phải này của mình nó có luôn lớn hơn bằng 0 không nha. Thì bạn thấy cái giá trị của mình nó âm thấy không? Nó âm, cái phần sau này nó âm. Và nó chỉ bằng 0 tại cái đầu tiên là khi x bằng 1 thôi. Nên là cái số m này của mình sai nha các bạn, sai nha. Đó. Suy ra y phải nó lại là bé hơn hoặc bằng 0 chứ không phải lớn hơn bằng 0. Thì mâu thuẫn với đề. Đó, cô giải thích như vậy các bạn hiểu được không? Nên là chúng ta sẽ xét cái khoảng có hữu hạn điểm bằng 0 thôi
chứ không phải là xét tại một cái điểm làm cho cái đạo hàm bằng không. Rồi vậy tóm lại là mình sẽ có 7 cái M đáp án là câu C. Câu số 49, cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tìm cận đứng của hàm số đồ của đồ thị hàm số y bằng 1 phần. Rồi bây giờ mình làm tập xác định cái đáp. Thì cô đã nói rồi, để tìm cận thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm tập xác định. Ở đây mình thấy căn của x bình trừ 4 nó là nhân tử ở mẫu thì x bình trừ 4 nó phải lớn hơn 0 nè. Rồi f của x cộng 1 trừ 4 nó phải khác 0 nè, đúng không? Thì suy ra x nó phải lớn hơn 2 hoặc là x nó bé hơn trừ 2 nè. Rồi ở dưới này là f của x cộng 1 nó phải khác 4 nè, khác 4. Bây giờ cô vẽ cái đồ thị ở trên này chính xác ra cho các bạn xem nha. 2 nó đi xuống tới trừ 8, nó lên lại 8, nó xuống lại 4, nó lên lại 10 và nó xuống tới trừ vô cùng. Thì cái vị trí này là 2 nè, chỗ này là trừ 8 nè, chỗ này là trừ vô cùng nè, chỗ này là 4 nè, chỗ này là 8 nè, và chỗ này là 10. Rồi bây giờ đường thẳng 4 là có phải là cái đường thẳng này không? Đó, thì nó cắt tại hai điểm là điểm này, 3 điểm chứ, 3 điểm. Vậy thì suy ra cho đây là x lớn hơn 2 nha, x bé hơn 2 viết lại, trừ 2 viết lại nha. Rồi fx khác 4 khi nào? Ở trên này cô ghi đã, fx khác 4 khi x khác gì? Số 4 này tương ứng với là x khác 2. Rồi cái vị trí này là nằm ở đây nè, thì là x khác a, mà a này là thuộc khoảng từ trừ 1 đến 1 nha. Rồi và x khác một cái số b này là lớn hơn 4, x khác b lớn hơn 4, đúng không? Rồi vậy thì ở dưới này mình sẽ suy ra được là x cộng 1 khác 2 nè, x cộng 1 khác a nè, a là thuộc khoảng từ trừ 1 đến 1 nè. Rồi x cộng 1 khác b này lớn hơn 4 nè. Rồi suy ra x lớn hơn 2 hoặc là x bé hơn trừ 2 nè, ở dưới này là x khác 1 nè, ở dưới này là x khác a cộng a trừ 1 nè. Thì bạn thấy nè, ở trên này a thuộc khoảng từ trừ 1 đến 1, vậy thì a trừ 1 nó sẽ thuộc khoảng từ trừ 2 cho đến 0, đúng chưa? Rồi x khác với b trừ 1, b trừ 1 là b lớn hơn 4 thì b trừ 1 nó phải lớn hơn 3, đúng không? Vậy thì mình thấy là cái số 1 này nó không thuộc vào cái khoảng từ 2 đến cộng vô cùng hợp với từ trừ vô cùng đến 2. Thôi cô vẽ trục ra đi, cô vẽ trục ra cho các bạn xem. Đây là trừ 2 nè, đây là 2 nè. Rồi thì số 1 của mình nó nằm đây, nên là bỏ nó đi là hiển nhiên rồi, đúng không? Rồi trừ 1 thuộc khoảng từ trừ 2 đến 0, a trừ 1 là số này, đây là a trừ 1 rồi. Ok, ổn luôn. B trừ 1 lớn hơn 3 thì cái B trừ 1 nó phải nằm ở đây. Bài tóm lại là mình, cái tập xác định của mình sẽ được viết lại như sau. Tập xác định D bằng từ trừ vô cùng đến trừ 2, rồi hợp với 2 đến B trừ 1, hợp với B trừ 1 đến cộng vô cùng, đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi tính liêm tại 6 điểm. Liêm y khi x tiến tới trừ vô cùng nè, rồi khi x tiến tới cộng vô cùng nè, khi x tiến tới 2 trừ nè, rồi khi x tiến tới 2 cộng trừ 2 trừ nè, rồi khi dưới này là x tiến tới 2 cộng nè, rồi dưới này là x tiến tới b trừ 1 trừ nè, rồi dưới này là x tiến tới b trừ 1 cộng nè, thấy chưa? Rồi bây giờ mình xem thử là các cái giá trị tương ứng của nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ x tiến tới trừ vô cùng. Khi mà x tiến tới trừ vô cùng thì là cái f của mình nó tiến về số 2. 2 trừ 4 là trừ 2. Trừ 2 mà nhân với cộng vô cùng là ra là vô cùng. 1 chia vô cùng là bằng 0, đúng không? Nên chỗ này là bằng 0. Thì ok, suy ra y bằng 0 là một cái tiệm cận ngang nè. Rồi khi mà x tiến tới cộng vô cùng, thì cái f của mình tiến tới trừ vô cùng. Trừ vô cùng mà trừ đi 4 là trừ vô cùng.
trừ vô cùng mà nhân với vô cùng thì nó cũng là trừ vô cùng cũng là không luôn ha. Nhưng mà y bằng không ở trên này thì hai cái lim này chúng ta chỉ kết luận một cái y thôi. Rồi tiếp tục, khi y tiến tới trừ 2 trừ, khi y tiến tới trừ 2 trừ thì chỗ này là f của trừ 1, trừ 1, trừ 1 thì nó đây là trừ 8, trừ 8 với trừ 4 là trừ 12, trừ 12. Còn cái trừ 2 thế vào đây là nó ra 0, thằng trừ 2 trừ thế vào đây nó ra 0. Trừ 12, vậy 1 chia cho trừ 12 là trừ vô cùng rồi. Ủa? Đúng rồi, 1 chia cho 0 trừ, 1 chia cho 0 trừ thì nó đây là trừ vô cùng, đúng không? Trừ vô cùng. Nên suy ra x bằng trừ 2 là một cái tiệm cận đứng nè. Rồi, một cái tiệm cận đứng. Tiếp theo, tương tự như vậy thì bạn hiểu cái cách tính của mình nó như vậy. Thì chỗ này mình cũng sẽ suy ra được x bằng 2, cũng là một cái tiệm cận đứng ha. Rồi, x bằng b trừ 1 trừ b trừ 1, b trừ 1 mà thế vô đây là fb, b là một cái số lớn hơn 4, vậy thì chỗ này nó ra là một cái số, một số trừ đây là ra số. Còn cái b thế vô đây thì ra nhiêu? Ồ, b thế vô đây lớn hơn 4 cũng số, số chia số, số chia số nha. À, cái số b kia nó có thể nó tiến ra vô cùng, đúng không? Một cái số b lớn hơn 4. Bốn tính ở đây là có số cụ thể luôn hả ta? F của một số cụ thể sẽ ra số cụ thể. Rồi, có khả năng là nó rất lớn đúng không? Rồi ok, vậy là cái mẫu của mình cũng là cộng vô cùng đó. Vô cùng 1 chia vô cùng là bằng 0. Thì suy ra là x bằng b trừ 1 cũng là một cái tiệm cận đứng. Đúng chưa? Vậy thì chốt lại là, ủa từ từ khoan. Ở đây A, A là gì? A trừ khoảng từ trừ 1 đến 0. Thì A trừ 1. Rồi ok, vậy tóm lại chúng ta có 3 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang, là mình có tổng cộng là 4 đường tiệm cận, đúng không? Rồi câu số 50, cho hình chóp SABC có AB bằng AC bằng SA, SB lớn hơn 2A. Rồi ba cái góc này vuông, biết sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt SAC bằng. Bài này có vẻ rối ha, nó không cho mình, nó không cho mình đường cao. Nhưng mà đối với cái dạng này ha, cô sẽ vẽ cái hình như thế này cho các bạn xem. Rồi bạn ghi hết rồi bạn hàm nghĩ lại nghe. A là S, A, B, C. S, A, B, C, góc A, B, C bằng 90 độ nè. Rồi góc B, A, S, góc này bằng 90 độ nè. Rồi góc BCS, góc này bằng 90 độ nè. Bây giờ góc sin, biết sin giữa đường thẳng FB và mặt phẳng SAC là bằng căn 11 phần 11, tính thể tích của khối chóp. Bây giờ để tính được thể tích của khối chóp thì phải biết được đường cao và diện tích đáy. Hiện tại nó cho AB, AC thì mình tính được BC, coi như là mình tính được diện tích đáy, nhưng mà cái chiều cao thì mình chưa biết. Thế thì bây giờ đối với cái bài này chúng ta sẽ đầu tiên mình sẽ nói là dựng, dựng SD vuông góc với là mặt ABC. SD vuông góc với mặt ABC thì cái đường SD này là sẽ là đường thẳng đứng, đúng không? Rồi SD nó nằm ở đây, giờ cô nối thằng này lại. Rồi SD vuông góc với mặt ABC thì bạn có nè, BA vuông góc với SD, BA vuông góc với SA, vậy thì có phải là BA vuông góc với AD không? Rồi
BC vuông góc với SC, BC cũng vuông góc với SD. Vậy thì suy ra BC nó vuông góc với lại DC. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra A, B, C, D. Các cái vị trí này là đều vuông hết rồi này các bạn. Vuông, vuông. Đúng không? Rồi thằng này có vuông không? Vuông luôn. Chỗ này cũng vuông luôn. CD vuông góc với lại SD. Đúng chưa? CD vuông góc với BC. Nói tóm lại là chỗ này cũng là một cái hình vuông. Vuông. Thế thì mình sẽ suy ra là ABCD là hình chữ nhật. ABCD là hình chữ nhật. Có 3 góc vuông. À đúng rồi. Hình chữ nhật là tứ giác có 3 góc vuông, đúng không? Rồi. Ok. Nó là hình vuông rồi nhỉ? Hình chữ nhật. Rồi bây giờ là muốn tìm SD thì phải dựa vào cái góc này nè. Góc giữa FB và mặt phẳng SAC. Góc giữa FB và mặt phẳng SAC thì muốn tìm hình chiếu, muốn tìm góc giữa đường và mặt thì ta sẽ tìm hình chiếu của đường nó lên mặt. Thì hình chiếu của S là S, hình chiếu của B thì chưa có. Vậy thì bây giờ mình sẽ kẻ B, BE đi. Vuông góc với lại mặt SAC. BE vuông góc với mặt SAC nha. Mình sẽ kẻ như sau. Thì không biết nó nằm ở đâu luôn á. Mình vẽ đại thôi. Vẽ đại thôi. Đây. Cô đẩy đây xuống đây một đường. Rồi, thì cô gọi này, cái đường này chính là đường vuông góc. Ha, gọi đây là Y. Y nha. Và thôi H đi. Còn cái điểm này là một cái điểm M bất kỳ. Thì cô dẫn dẫn BH vuông góc với lại mặt SAC. SAC tại hả? Vậy thì khi đó góc giữa mặt phẳng ở góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng SAC nó bằng góc giữa SH và SB. Thì nó chính là góc BSH. Góc BSH. Và góc này là bằng bao nhiêu độ? À, góc này nó không cho bằng bao nhiêu độ hết nhưng mà nó cho sin. Sin của góc BSH là bằng căn 11 phần 11. Rồi tìm sin lấy đối chi huyền. Thế thì có phải là cái sin này nó chính là bằng cạnh BH chia cho SB không? Bây giờ mình đi tìm SB đã nha. Mình đi tìm SB. Thì ở đây người ta cho BC là bằng, à chưa cho. Nhưng mà cho AC là bằng A căn 3. AC bằng A căn 3. AB là bằng A. Vậy thì BC nó chính là A căn 2. BC bằng A căn 2. À, rồi, bây giờ cái SB tính là sao? SB tính sẽ dựa vào tam giác FBD nha. SB tính sẽ dựa vào tam giác FBD. Rồi. SB nó bằng căn bậc 2 của SD bình. SD bình rồi, chưa có SD luôn. Vậy cô đặt SD là x đi. Đặt SD bằng x. Rồi, SD bình cộng cho BD bình. Cộng cho BD bình. Thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của x bình cộng với BD. BD chính là bằng AC là bằng 3A bình. BD bình là bằng 3A bình. Rồi đây là FB ho. Bây giờ BH, BH, BH. Đây là gọi đây là O ha. Thì bây giờ cô nói nè. BH có phải là khoảng cách từ B đến mặt SAC không các bạn? BH nó chính là khoảng cách từ B đến mặt FBC. Mà khoảng cách từ B á, thì nó sẽ bằng khoảng cách từ D cho đến mặt SAC. Vì BO nó bằng DO. Bạn hiểu được chưa? Lập tỷ lệ nên suy ra khoảng cách nó bằng nhau. Mà khoảng cách từ D đến mặt SAC thì mình sẽ tính như thế này. Mình sẽ tính như thế này. 1 phần BH bình là 1 phần khoảng cách bình thì sẽ bằng, thấy cái mặt SAC không? Đó. Rồi. Thấy cái điểm D nằm đây không? Thì nó sẽ bằng 1 phần DA bình. Công thức nha. Công thức làm nhanh đó. Cộng 1 phần DS bình. Ba cái cạnh góc vuông đó các bạn. Cộng 1 phần DC bình. Thì nó sẽ ra là 1 phần AD là nhiêu? 2A bình nè. DS là nhiêu? 1 phần X bình nè. Rồi DC là nhiêu? DC là A là 1 phần A bình nè. Đúng không? Thì cái chỗ này nó sẽ ra là 1 phần X bình cộng với 3 phần 2A bình. 3 phần 2A bình. Rồi 1 phần BH bình nó bằng như vậy.
Vậy thì suy ra BH bình nó sẽ bằng là BH bình nó bằng gì ta, từ từ nha. Chỗ này 1 phần x bình. Rồi 1 phần 2. 2 là 3 phần 2, 3 phần 2 a bình. Rồi bằng 11 x bình. Cái chỗ này cô suy ra đi. Chỗ này cô suy ra bình phương đi nghe. Suy ra SB phần BH là bằng căn 11 phần căn 11. 11 phần căn 11, đúng không? Vậy thì khi bình phương lên thì chỗ này nó sẽ ra là 11 thôi. Chỗ này nó sẽ ra là 11 thôi. Rồi SB bình phần BH bình là bằng cái này. Rồi vậy thì suy ra SB bình không, thế vô. Từ 1 cô thế vô nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi, từ 1 2 3 thì ta sẽ suy ra được là FB bình là bằng cái gì? X bình cộng 3A bình. Rồi X bình cộng 3A bình nhân với 1 phần BH bình là 1 phần X bình cộng 3 phần 2A bình. Rồi bằng 11. Ồ, hơi bị gớm luôn á. Rồi nhân vô đi, nhân phân phối vô nó đây là 1 cộng 3X bình 2A bình cộng 3A bình phần X bình cộng 9 phần 4 bằng 11, đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ đặt T. Cô đặt T nha. Cô đặt T bằng X phần A tất cả bình. Thì suy ra chỗ này nó chính là 3 phần 2T cộng với 3 phần T. Chỗ này cộng vô là cộng vô xong trừ 11 đi. 1 1 cộng 9 chia 4 trừ 11 nó ra là trừ 31 phần 4. Trừ 31 phần 4 bằng 0. Vậy thì bạn quy đồng mẫu lên thì bạn sẽ ra được một cái phương trình bậc 2 là 3 phần 2T bình nè trừ 31 phần 4T nè. Ủa đúng không ta? Chỗ này là 9 phần 2 thôi chứ sao 9 phần 4 được. Trừ 11 phần 2. Trừ 11 phần 2 nha. Rồi thì chỗ này là trừ 11 phần 2 T. Rồi cộng với 3 bằng 0. Thì bạn giải cái phương trình bậc 2 này thì nó sẽ ra T bằng 3 hoặc là T bằng 2 phần 3. Rồi bây giờ mình quay trở lại trên cái đề này một chút. Mình quay trở lại trên cái đề này một chút. Đề nó có cho là FB nó phải lớn hơn 2A nè các bạn. Vì cô giải trên này cho dễ nhìn ha. FB là phải lớn hơn 2A. Vậy thì FB lớn hơn 2A thì có phải là FB bình nó phải lớn hơn 4A bình không? Mà FB bình của mình nó chính là X bình cộng 3A bình. Thì X bình cộng 3A bình nó phải lớn hơn 4A bình. Lớn hơn thôi, không có bằng. Lớn hơn 4A bình. Vậy thì suy ra X bình nó phải lớn hơn A bình. Mà ở đây X với A đều dương hết, nên là mình suy ra luôn là X phải lớn hơn A. Mà X lớn hơn A thì cái T này của mình nó phải lớn hơn 0, đúng không? X lớn hơn A thì T này của mình nó phải lớn hơn 1. X lớn hơn A nghĩa là X phần A lớn hơn 1, nên là X phần A tất cả bình nó phải lớn hơn 1. Vậy thì ở đây chúng ta loại cái T bằng 2 phần 3 và mình nhận cái T ở trên này thôi. Rồi ok. Vậy thì suy ra là x phần a bằng 3. Vậy thì x của mình nó bằng 3a. Mà x nó chính là đường cao, lúc nãy cô đặt nó là SD đó. SD, vậy thì SD bằng 3a. Rồi cuối cùng nó cũng ra được đường cao rồi. Vậy thì thể tích của khối chóp SABC nó sẽ bằng 1 phần 3 lần SD là đường cao nhân cho diện tích đáy là tam giác ABC. Đó. Thì là 1 phần 3 nhân với 3a đúng không? Rồi tam giác ABC vuông tại B thì bằng 1 phần 2a nhân a căn 2. 1 phần 2a nhân a căn 2 thì đáp án nó ra là a mũ 3 căn 2 chia 2. Ủa có gì đó sai sao không nhỉ? Từ từ nha. Ồ, chỗ này phải là căn mấy bạn ơi. Căn
căn. Căn. Căn thì cho nó ra đây là căn 6 phần 6. A mũ 3 căn 6 phần 6, A mũ 3 căn 6 phần 6 đáp án là câu C. Thì cái bài này nó rất là hay ở cái chỗ dựng hình. Bởi vì người ta đã căn đề rồi. Người ta cho căn cái đáy ABCD là hình chữ nhật, nhưng mà họ cố tình khuyết cái điểm D đây để cho mình tự dựng. Nên là các bạn coi lại cái phần này nha. Rồi cô sửa xong, cảm ơn các bạn.